Y đạo quan đồ. Chương 121, bị theo dõi. Ngoài ra thì cuối năm còn có một việc trọng yếu nữa là tặng lễ, cái này coi như là luật bất thành văn, cứ tháng 12 tới là các cán bộ lãnh đạo cấp dưới tấp nập tới văn phòng đại diện để chuẩn bị tặng lễ cho cán bộ cấp trung ương. Một cái văn phòng nho nhỏ như văn phòng đại diện huyện cũng còn tấp lập đón khách chứ đừng nói ở các cấp cao hơn. Tuy rằng công việc chính vẫn là vô tiểu đông làm, nhưng xã giao với cấp trên trương dương thân là lãnh đạo cao nhất ở đây nên không thể trốn được. Sinh ý của nông gia tiểu viện ngày càng phát đạt, danh khí của bí phẩm dược thiện cung đình ngàng càng lan xa. Hầu hết mọi người tới đây đều hỏi suất đặc biệt, rất nhiều người chuẩn bị dùng tiệc ở đây đều phải gọi tới đặt trước, ngay cả như chủ nhiệm từ tự đạt có quan hệ cũng không khác được. Dựa theo quy củ mỗi ngày chỉ có 10 phần ở đây, ngay cả đầu bếp lưu đại trụ cũng vinh váo lên không ít ngoại trừ tiểu trương chủ nhiệm lên tiếng thì quy củ này nhất quyết không khác được. Audio điện tử võ tấn bền Từ tự đạt và cố dài đồng là chi giao, đương nhiên trương dương cũng cấp mặt mũi cho hắn, riêng biệt dặn dò lưu đại trụ để cho từ tự đạt vài phần. Từ tự đạt cũng không phải là để hắn ăn àm là để chiêu đãi lãnh đạo, hôm đó trương dương còn dặn dò lưu đại trụ chuẩn bị vài món đặc sắc nữa, khiến cho từ tự đạt cảm thấy rất hài lòng. Từ từ đạt sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi, tiến lãnh đạo về xong thì ở lại nói chuyện vài ba câu với Trương Dương. Trương Dương mời hắn ở lại uống vài chén rượu, từ từ đạt dù sao cũng không có việc gì, liền đồng ý ở lại. Bởi vì nhà hàng đang bộn bề nhiều việc, nên ngay cả Vu tiểu đông cũng được huy động để chạy bàn. Trương Dương đi vào bếp lấy một chai rượu ngũ lương lên uống với từ tự đạt. Từ tự đạt bình thường cũng là kẻ tư lượng tốt, gặp Trương Dương thì đúng là bợm gặp nhau, có chút hợp ý, ngồi một lúc chai rượu đã thấy đáy, Trương Dương liền gọi Vu Tiểu Đông mang tới cho hắn một chai nữa. Nói chuyện một hồi, từ từ đạt bắt đầu nhắc tới cố giai đồng, gần đây không có thấy giai đồng tới Bắc Kinh A, ta đang muốn tìm nàng đây. Trương Dương đối với chuyện cố giai đồng vẫn đang có chút không vui, thấp giọng lảng tráng, chắc chuyện làm ăn bận bịu không rút ra được. Từ từ đạt nói, thực sự là không hiểu nàng tính toán thế nào, đang hợp tác với Vương Học Hải thế nào tự nhiên là rút ra, gần đây Vương Học Hải cứ tìm ta mà tố khổ. Từ tự đạt là đồng học với Vương Học Hải, lại có quan hệ rất tốt với cố giai đồng. Vương Học Hải trong lòng đầy phiền muộn về việc này tự nhiên tìm đến từ tự đạt, nhờ hắn tìm cách khuyên bảo cố giai đồng thay đổi chủ ý. Trương Dương mỉm cười, chuyện làm ăn chúng ta quản không được. Cơ mà Trung Quốc ta có cầu buôn bán mà nhân nghĩa thì không phải là làm ăn, nhưng dù so thì cũng đừng làm tổn thương hòa khí, mọi người đều là bằng hữu cũng tốt chứ sao. Từ từ đạt cười nói, thì cứ là như vậy, chờ giai đồng đến Bắc Kinh, ta làm chủ, hai người họ có gì vướng mắc cứ nói ra là được rồi. Giải quyết được không phải là không có cơ hội hợp tác tiếp. Trương Dương đối với thái độ làm người của Vương Học Hải vẫn bảo lưu sự không vừa ý, loại người như thế tốt nhất là cứ kính nhi cho viễn. Trương Dương cũng không muốn dây dưa câu chuyện ở cái chủ đề này, liền làng câu chuyện sang vấn đề tặng lễ cuối năm ở Kinh Thành. Từ từ đạt nhấp một ngụm rượu, đặt chén xuống bàn mỉm cười nói hàng năm đều là như vậy càng tới cuối năm quan viên các địa phương càng tới bắc kinh tặng lễ đông một mặt là khơi thông các mối quan hệ cao hơn thì việc nọ việc kia kỳ thực quan trường cả nước đều là như vậy có điều đây là thủ đô nơi tập trung các cán bộ lãnh đạo trung ương nên mật độ cao hơn mà thôi đây cũng có thể coi như một thủ đoạn ngoại giao xã hội thôi nói tới đây từ tự đạt không khỏi mỉm cười nhìn trương dương trương dương Ngươi không dự định cả đời này ở trong cái văn phòng đại diện huyện này chứ? Ngươi cùng nhà cố bí thư quan hệ tốt như vậy, muốn động thì động, hẳn là dễ chuyện dễ dàng. Trương Dương cười nói, làm ở đây một thời gian cũng quen, bảo ly khai một cái là ly khai không khỏi có chút lưu luyến. Từ từ đạt lắc đầu nói, chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện chỉ là cán bộ cấp khoa, muốn thăng tiến phải nhanh chóng nhảy ra. Từ cấp khoa lên xử nhìn thì dễ, chỉ là một cấp mà thôi, bất quá người có biết có nhiều người cả đời dắt ở đó không vượt qua được không? Trương Dương nghe thế càng không khỏi âm thầm tiếc núi cái vụ bên cục quốc an, nếu không phải hình chiêu huy chơi sỏ hát bây giờ đã là cấp phó sử rồi. Bất quá trên thực tế thì dựa theo tuổi tác và tuổi nghề của hắn thì hiện là một phó khoa cũng đã là kỳ thích rồi, nếu đem một cán bộ cấp này vứt ở kinh thành thì chẳng khác gì một con kiến hôi. Trương đại quan nhân thực sự cầu thị nói, ta mới là phó khoa. Không thế nào, biểu tình của từ tự đạt vô cùng kinh ngạc khiến cho trương dương cảm thấy có chút xấu hổ không khỏi cảm thấy bản thân mình vô năng từ tự đạt tràn ngập sự khó hiểu nói người như vậy chẳng sẽ không lợi dụng một chút quan hệ hắn nhớ tới trương dương là con nuôi của la phu nhân với thân phận như vậy mà hiện tại mới chỉ là môn phó khoa thì một là hắn không có trí tiến thủ hai là hắn thực sự vô năng trương dương thực sự khiến cho hắn có cảm giác không hiểu cố duẫn chi tới bắc kinh rất bí mật hắn chỉ nói cho thư ký trịnh vĩ biết cụ thể cố giai đồng vì việc làm ăn cũng đi theo cha tới bắc kinh cố duẫn chi cũng không cho trịnh vĩ thông chi cho văn phòng tỉnh bình hải xuống máy bay bảo cố giai đồng gọi cho trương dương một cuộc điện thoại bảo tiểu tử này ra sân bay đón bọn họ hơn nữa chuyện này không nên để kinh động bất cứ kẻ nào cố giai đồng không hiểu vì sao phụ thân lại làm như vậy bất quá nàng cũng không có hỏi lại dù sao lão đại cố bí thư tới bất kỳ văn phòng nào trong tỉnh đón tiếp cũng là chuyện bình thường Trương Dương thực sự là có phần được yêu quá mà hóa sợ, văn phòng Xuân Dương không có xa sân bay, hắn lấy chiếc Audi phóng ngay ra sân bay. Đón tiếp bí thư tỉnh ủy đương nhiên không thể keo kiệt, huống chi vị lão địa này có khác gì nhạc phụ mình. Bởi vì trời mưa cho nên sân bay cũng rất nhanh chóng vắng khách, Trương Dương đối với sân bay không quen biết gì chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà đợi, nếu đổi lại là chủ nhiệm văn phòng tỉnh chắc chắn có thể phi xe vào tận chân máy bay để đón. Kỳ thực kể cả là văn phòng đại diện tỉnh đến đón cố Duẫn Chi thì cũng thành thành thật thật mà đứng ở ngoài đợi, vì hẳn là ai cũng biết tính cách vị bí thư tỉnh ủy này không thích phô trương, nếu thuộc hạ làm như vậy không những hắn không thoải mái mà còn mất hứng. Hầu hạ lãnh đạo cũng là cả một môn học vấn, mỗi lãnh đạo có mỗi tính tình khác nhau, có vuốt mông ngựa cũng phải tìm cách vuốt sao cho đúng, không phải một bài lúc nào cũng có thể áp dụng được. Trương Dương thấy cố Duẫn Chi, vẻ mặt tươi cười tiến tới, chào cố bí thư, Cố Duẫn Chi nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng gật đầu, Trương Dương tiến tới tiếp mấy vali hành lý từ tay Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ đương nhiên chẳng thèm khách khí với Trương Dương, trong mắt hắn một cán bộ cấp phó khoa căn bản không tính là gì. Ánh mắt Trương Dương và Cố Giai đồng gặp nhau, tuy hai người không nói gì nhưng trong ánh mắt đối phương cũng cảm thấy sự quyến luyến và lo lắng dành cho mình. Đi tới chỗ ô tô, Trương Dương đặt hành lý ở sau cốp xe, Cố Giai đồng đưa cho hắn cái túi của mình, nhẹ giọng nói cha ta không tính phô trương trương dương minh bạch ý nàng khởi động ô tô chạy một mạch về văn phòng huyện trương dương một bên vừa lái xe một bên nói cô bí thư chỗ ăn ở ta đã an bài nếu như ngài không chê hai ngày tới ta xin phép được chuyên làm tài xế cô duẫn chi cười cười à cố dài đồng chắc chưa nói rõ ý ta ta qua chỗ người dùng cơm một chút chiều nay ta sẽ tới văn phòng tỉnh bình hải như vậy đỡ phải để ngươi mất tự nhiên ta cũng thoải mái hơn Trương Dương nở nụ cười. Thư ký Trịnh Vĩ tính toán trong lòng, cô bí thư lần này tới Bắc Kinh là đánh úp, không hề có để lộ ra một chút tin tức gì, quan viên ở Bắc Kinh hẳn là không biết. Vị lão điện này tính tình thế nào, hắn đã muốn khẳng định là sẽ như thế. Cố Duẫn Chi trong dự định vốn chính là tới đây bất ngờ để xem xét tình hình. Trước đây Cố Giai Đồng đã từng nói cho hắn biết hệ thống các văn phòng đại diện tại thủ đô hủ bại như thế nào, bây giờ mới tới đây nhìn tận mắt rốt cuộc là như thế nào. Trương Dương trước đó đã an bài nông ra tiểu viện làm cơm, chỉ nói là tiếp khách quý cư không có nói người tới là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Hải, cho nên lúc Vu Tiểu Đông thấy cô bí thư xuôn xe, cả người ngây ra kinh ngạc, nàng không thể ngờ một văn phòng huyện nhỏ nhỏ lại có thể được đốn tiếp một nhân vật như bí thư tỉnh ủy. Nàng mỉm cười, lắp bắp nói, cố, bí thư, hảo. Cô bí thư thấy vậy trong lòng khá vừa ý với Trương Dương, biểu hiện của cô nhân viên kia chứng tỏ Trương Dương chưa hề đem tin tức hắn tới Bắc Kinh truyền ra ngoài. Cố dài đồng trước hết đưa phụ thân về phòng nghỉ. Trương Dương cùng Vu tiểu đồng vào phòng bếp, đồ ăn lưu đại chủ đã chuẩn bị thật tốt, nhưng Trương Dương quên chưa tính toán, kể cả mình nữa thì có tất cả mà có bốn người, thấy Trương Dương lại vào nhà bếp, lưu đại Trụ tưởng hắn dặn dò thêm gì, liền vỗ ngực nói Trương chủ nhiệm yên tâm, ta nhất định chuẩn bị thật kỹ. Trương Dương nói, bốn món thôi, người am hiểu nhất là chế biến theo phong cách nông thôn, làm càng đơn giản cho ta càng tốt. Liệu hồn làm cho tốt, không được thì chiều này cuốn gói về Xuân Dương Lưu đại trụ ngây người ra Xem ra lần này tiểu trương chủ nhiệm gặp nhiệm vụ chính trị khó khăn rồi Lưu đại trụ vỗ vỗ đầu nói Xong Ngươi cứ yên tâm Lúc dùng bữa Bốn món đưa lên Một đĩa rau xào Một đĩa nộm cay Một đĩa hấp cách thủy Một đĩa thịt dê tái tránh Ngoài ra còn có một nồi lẩu dê Cố dài đồng nhìn mấy món ăn trong lòng thầm than Trương Dương a Trương Dương Ta bảo ngươi đơn giản một chút nhưng cũng không đến nối phải keo kiệt tới như thế này a à. nàng nhẹ giọng những món này trương dương gật đầu vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp chúng ta chiêu đãi lãnh đạo đều là các món dân dã cố gia đồng lẩm bẩm trong miệng bệnh hình thức cô duẫn chi nhìn mấy món ăn cười nói như vậy rất hay vô cùng đơn giản ăn nào ăn nào hắn không có uống rượu trực tiếp dùng đồ ăn luôn gắp bỏ một miếng rau xào bỏ vào miệng khóe môi lộ ra một tia cười rất ngon a à lâu lắm rồi chưa có được dùng một bữa ăn nông thôn chính cống. Hắn nói như vậy, bầu không khí tự nhiên thoải mái hẳn lên. Cố dài đồng thấy biểu tình phụ thân như vậy, hẳn là lần này Trương Dương vỗ mông ngựa rất chuẩn xác khiến cho phụ thân vô cùng cao hứng. Lưu đại trụ còn chuẩn bị thêm bánh ngô và cháo rau dại để tráng miệng, những thứ này thực sự là hợp khẩu vị, hắn ăn liên tiếp bốn cái bánh ngô, cháo cũng ăn hai bát, thần tình của hắn là rất thỏa mãn. Bởi vì không uống rượu cho nên bữa trưa nhanh chóng kết thúc, Cố Duẫn chi đối với hình thức kinh doanh của nông gia tiểu viện thập phần hứng thú, đứng thưởng thức tấm để tự do thiên chỉ tiên sinh viết rất lâu. Trương Dương thuận tiện đưa ra lời mời cố bí thư chụp ảnh lưu niệm, thuận tiện xin vài chữ kỷ niệm. Cố Duẫn chi hôm nay tâm tình rất tốt, vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Trương Dương, cùng chụp ảnh với Trương Dương xong lên viết lên tấm đại tự thêm bốn chữ nhỏ, hương thú áng nhiên, hồn quê giạt rào, Bất quá về thư pháp thì không dám khen tặng nhưng Trương Dương vẫn cứ phải nói hai chữ hảo tự. Sau bữa trưa, Cố Duẫn Chi trực tiếp đi tới văn phòng đại diện tỉnh Bình Hải, Cố Gia Đồng thì đi lo chuyện làm ăn. Trương Dương được sắm vai tài xế, lái xe đưa cô Bí Thư đi tới văn phòng tỉnh Bình Hải. Lúc tới văn phòng tỉnh Bình Hải cũng đã là 3 giờ chiều, văn phòng đại diện tỉnh Bình Hải cũng là thanh giang đại tiểu sao 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 sao, Cố Duẫn Chi không phải mới chỉ tới đây một lần, ngay lúc hắn bước chân vào đại sảnh, không ít các nhân viên công tác đã nhận ra hắn có người vội vàng thông chi ngay cho chủ nhiệm văn phòng tỉnh Bình Hải Quách Thụy Dương đang ngồi uống rượu cùng mấy cán bộ khác. Nghe thấy cố Duẫn Chi xuất hiện không khỏi sợ tới hồn phi phách tán, người khác không nói, nhưng Quách Thụy Dương hắn thân là chủ nhiệm văn phòng địa diện Bình Hải không có biện pháp nào khác là thành thật đi gặp cố Bí Thư. cố Duẫn Chi ngồi ở đại sảnh uống trà, Quách Thụy Dương đi xuống nhìn ánh mắt vào đại lão bản đã thấy bất thiện, nhất thời tỉnh ngay vài phần men rượu. cố Duẫn Chi nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, mấy giờ rồi hả? Lưới quách thụy dương như bị tê cứng, lắp bắp nói cố, cô bí thư, tới thế nào, không báo cho chúng ta một tiếng để tiếp đón, hắn thấy Trương Dương đứng bên cạnh cô bí thư nhất thời minh bạch, không ngờ cô bí thư lại thông chi cho văn phòng huyện Xuân Dương. Tên tiểu tử Trương Dương kia cũng thật ghê gớm, ta thế nào cũng là lãnh đạo trực tiếp của người, bí thư tỉnh ủy tới là chuyện trọng đại như thế nào mà một tiếng cũng không báo lại cho ta. Con mẹ nó chứ, Đấy không phải là hãm hại nhau sao? Hắn dù sao cũng lăn lộn tại cái chỗ này nhiều năm rồi, đối với các loại thưởng phạt cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, ổn định lại một chút rồi nói, "Cô bí thư, ta vừa mới chiêu đãi, công tác chủ yếu tại đây chính là chiêu đãi lãnh đạo, chiêu đãi thì phải uống rượu, cho nên uống nhiều rượu một chút cũng không có vấn đề gì." Cô duẫn chi cười nói, "Chiêu đãi ai? Ai mà quan trọng tới mức người phải chiêu đãi tới tận giờ này?" Hắn nói xong nhìn một chút lên chiếc đồng hồ treo tường, hơn 3 giờ, giờ này chắc hẳn là phải tới giờ làm rồi chứ. Kỳ thực mà nói Cố Duẫn Chi cũng có chút hơi hà khắc, cái đơn vị này có cái đặc thù của nó, uống rượu chính là công tác của họ. Nội tâm Quách Thụy Dương lúc này cực kỳ phức tạp, hắn xem ra Cố bí thư hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nhất định là có chuyện gì khiến cho đại lão bản này bất mãn. Hắn như ô lại lần trước bản thân và Lương Chính Thiên có chút gần gũi, lẽ nào chuyện đó được Cố Gia đồng truyền tới tai Cố bí thư? Quách Thụy Dương càng nghĩ thì càng thấy khả năng này lớn, hắn tuy rằng là ở tại Bắc Kinh, nhưng mâu thuẫn giữa Cố Gia Đồng và cháu của Lương Chính Thiên Lương Thành Long thì nghe qua một ít, cũng nghe vì chuyện tranh giành cái miếng đất bách hóa dệt đông giang đó của hai hậu bối khiến cho hai vị lão dại này có chút không bằng lòng với nhau. Hắn sở dĩ có thể làm tới chủ nhiệm văn phòng đại diện tỉnh chính là được Cố Duẫn Chi chiếu cố, Lương Chính Thiên mặc dù là trong thường ủy tỉnh, nhưng Cố Bí Thư mới là lão đại của tỉnh Bình Hải này. Quách Thụy Dương càng nghĩ càng hối hận, bản thân nhất thời sơ sẩy làm cho đại lão bản này mất hứng. Cố Duẫn Chi vẫn chưa có dự định buông tha hắn, thờ ơ hỏi tiếp, đón tiếp ai? Quách Thụy Dương thật sự là nghẹn lời. Cố Duẫn Chi nói tiếp, đồng chí ấy ta có biết hay không? Nếu không thì nhân tiện giới thiệu cho ta một chút đi. Quách Thụy Dương chỉ có thành thành thật thật hồi đáp, Lưu Thính Trường của ban tài chính, an chủ nhiệm phòng đào tạo tỉnh. Cố Duẫn Chi bật cười, văn phòng tỉnh thật là bận rộn a. À nói xong hắn lập tức nói tiếp, ta muốn địa viện quốc vụ hội báo tình hình. Người an bài xe đưa ta đi. Quách Thụy Dương thấy cố Duẫn Chi không tiếp tục truy cứu xuống nữa thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn cuống quyết bảo người đi chuẩn bị, một mặt mười cố bí thư lên lầu nghỉ ngơi. Trương Dương xem việc của mình đến đây là hết, hắn hướng cố bí thư xin phép cáo tử rồi đi, vừa mới khởi động ô tô, Quách Thụy Dương đuổi tới, hắn đứng bên ngoài cửa xe, Trương Dương hạ cửa kính ô tô xuống bất đắc dĩ cười nói, "Quách chủ nhiệm, người đừng có trách ta a. À. Cô bí thư cũng là đột nhiên tới chỗ ta, chỗ ta miếu nhỏ không đón được Bồ Tát, ta cũng đều là người bị động cả thôi." Quách Thụy Dương vẻ mặt đau khổ, "Ta nói lão đệ a, à, lần sau chạy vô WC đánh cho ta một cuộc điện thoại cũng được mà. Coi như lão ca cầu người đó." Hắn coi như đã nhìn ra Trương Dương khẳng định là tâm phúc cậu cô bí thư, muốn hắn nhắc nhở mình xem chừng là không có biện pháp cái này cũng không thể trách người ta, có trách thì trách bản thân không tạo được quan hệ tốt với hắn mà thôi. Trương đại quan nhân đáp lời, quách chủ nhiệm yên tâm, lần sau có chuyện nhất định ra sẽ thông chi cho ngươi. Nhìn chiếc xe của Trương Dương rời đi, quách thụy Dương tức tối mắng một câu tiểu nhân đắc chí. Tâm tình của Trương Dương cũng tốt lên nhiều, từ sau việc ở Đông Giang lần trước, bọn họ vẫn chưa có qua lại gì, Trương Dương cũng không biết Ngụy Trí Thành có tiếp tục gây chuyện gì nữa không có mang phiền phức gì tới cho giai đồng nữa không? Cố giai đồng hiển nhiên so với trước kia cẩn thận lên rất nhiều, sau khi làm xong chuyện sinh ý, trở lại văn phòng Xuân Dương xem qua sổ sách của nông gia tiểu viện. Vu tiểu Đông lại phải làm việc, trong khoảng thời gian giai đồng ly khai Bắc Kinh thì tất cả chuyện sổ sách của nông gia tiểu viện đều do tiểu Đông đảm nhận cả. Nông gia tiểu viện làm ăn theo cách của Trương Dương đề xuất, sinh ý bây giờ có thể nói là ngoài dự liệu của giai đồng trương dương cũng là để tránh địa hiểm truyền ngôn tuy rằng nơi này là bắc kinh thật nhưng nhỡ chuyện truyền tới bình hải thì phiền phức lúc hắn trở lại văn phòng xuân dương cố giai đồng cũng vừa xem sổ sách xong đang chuẩn bị ly khai cố giai đồng nhìn xung quanh một chút rồi nói với hắn ta còn có chút việc phải làm buổi tối về nhà ta làm cơm chờ ngươi nói xong lập tức rời đi trương dương cười khổ lắc đầu xem ra chuyện lần trước vẫn là bóng ma không thể xua đi đối với nàng Thực sự đúng là một lần bị rắn cắn người ta cũng sợ và cảnh giác nó lên nhiều. Trở lại phòng làm việc, Vu Tiểu Đông đang muốn báo cáo tình hình hạch toán vừa làm với gia đồng xong thì hắn gạt đi cười nói, "Ta nói Vu tỷ a, à. mấy việc này ngươi cứ tự xử lý, không cần đưa ta xem làm gì, cho dù có xem ta cũng không hiểu mà." Vu Tiểu Đông ngồi xuống đối diện Trương Dương, đôi mắt nàng nhìn hắn một chút. Trương Dương bị nàng ta nhìn như thế có chút hơi chột dạ. Không phải là nàng ta có ý đồ gì với mình chứ? Trương Đại quan nhân có tôn chỉ thỏ không ăn cỏ gần hang, phu tiểu đông này mặc dù thực sự là vư vật thật a, à, nhưng đối với nàng vẫn là phải giữ thái độ kính nghi chi viễn. Nàng hơi cúi người xuống, hai bầu ngực ngạo nhân của nàng ta gần như là ép xuống mặt bàn. Trương Dương vội nói, Vu tỷ, có việc gì thì nói đi. Đừng có nhìn ta như thế, ta xấu hổ lắm a." À. Phu tiểu đông cười khúc khích, người cũng biết xấu hổ a." À ta là muốn nói với người bây giờ đang dịp cuối năm, văn phòng nhiều việc, an hem thất bật bận rộn, rồi còn chuẩn bị năm mới nữa. Người xem có đãi ngộ gì không? Trương Dương còn tưởng là có cái chuyện gì, hóa ra là chuyện đãi ngộ thưởng thêm cho anh em, lúc trước kia còn khó khăn không nói, nhưng bây giờ có sinh ý từ nông ra tiểu viện thì không có vấn đề gì. Trương Dương gật đầu nói tốt, cũng cuối năm rồi, người xem cụ thể một chút rồi tính toán mà phát thưởng cho mọi người. Nhưng nhớ dặn mọi người bảo mật một chút, chuyện này truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt đâu. Vu Tiểu Đông đã sớm lo lắng chuyện này rồi, nhẹ giọng nói: ta đã tính toán qua rồi, ngươi là đầu tàu khiến cho sinh ý của nông gia tiểu viện tăng vọt, thưởng của ngươi hai ngàn, còn tất cả mọi người khác đều một ngàn. Trương Dương lắc đầu, không cần phải phân biệt như thế, ta cũng chẳng có làm gì a. À. như vậy đi, tất cả mỗi người đều hai ngàn, dù sao văn phòng này cũng chẳng có nhiều nhân viên công tác lắm, bên bộ phận thư tín cũng tính luôn cả vào nhưng nhớ kỹ bảo mật A, à, chuyện này truyền ra ngoài hẳn là thành chuyện xấu lắm đó. Vu Tiểu Đông hết sức vui vẻ mà đi ra, phải biết rằng cái thời này cuối năm được phát thưởng 200 đã là nhiều, Tiểu Trương chủ nhiệm thực sự là hào sảng A, vất tay một cái, mỗi người đều được 2 ngàn. Bên này Vu Tiểu Đông vừa đi ra ngoài, điện thoại bàn lại vang chuông, nhìn một chút thì ra là hình chiêu huy đã lâu không có liên lạc. Trương Dương cười nói, hình chủ nhiệm A, à, hôm nay có chuyện gì lại gọi tới đây thế này? phải chăng là lại muốn chiếu cố sinh ý cho tệ xá này một chút. Hình Chiêu Huy xem ra tâm tình cũng đang không tệ, bật cười ha hả, cái hát sao 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 của ngươi, trừ phi là mời ta, chứ dùng tiền của ta thì thực sự là không nổi đâu. Ngươi thế nào thì cũng là cán bộ lão đạo cấp cao a. À? Thế nào lại nhỏ mọn như vậy chứ? Tiền của quốc gia là tiền của quốc gia, có phải của ta đâu. Trương Dương cười ha hả, mà cũng cuối năm rồi, nơi nơi người ta phát thưởng rồi đãi ngộ các kiểu. Ta cũng là dưới biên chế của ngươi, xem thế nào cũng phải có một chút chứ nhỉ? Không thành vấn đề, 200 tệ tiền thưởng không thiếu của ngươi một hào. Nhiều thật a, à, Trương Dương ra chút vẻ châm chọc. Trương Dương nhìn lên đồng hồ một chút, hiện đã gần 6 giờ tối rồi, hắn còn có hẹn với Cố giai Đồng, tự nhiên nói, thế còn việc gì để nói sau nha, ta có chút việc bận rồi. Ta tìm ngươi là có chuyện trọng yếu. Không quan tâm, dù sao cũng hết giờ làm rồi. Trương Dương nói xong lập tức cúp máy, hình chiêu huy tìm tới khẳng định chẳng phải là chuyện tốt lành gì, Trương Dương đối với tiền lương của Cục Quốc An thì có hứng thú, chứ đối với công việc của Cục này thì thực sự là không dám có chút hứng thú nào. Trương Dương trực tiếp lái xe tới căn biệt thự gần Di Hoa Viên, bực mình cái là đường thì không quá xa nhưng lại bị kẹt xe, đợi mãi tới tận 40 phút đồng hồ rốt cuộc cũng thoát ra khỏi cái chỗ đó được. Lúc tới nhà, vừa bước vào trong căn nhà, cố gia đồng đã nhào tới ôm chặt lấy hắn, Trương Dương cúi đầu xuống hôn chặt lên đôi môi anh đào của nàng. Đúng lúc tình đang nồng thì di động của Trương Dương đổ chuông, hắn căn bản không muốn quản, thế nhưng cố dai đồng nhẹ giọng xem xem là điện thoại của ai gọi tới, chưa biết chừng là có chuyện quan trọng đó. Trương Dương cầm điện thoại xem một chút, phát hiện ra số gọi đến là dãy số ẩn, có chút kỳ quái nghe máy. Thanh âm của hình chiêu huy vang lên cạnh tai hắn, người thật sự là khiến ta thất vọng an, thân là một cán bộ phó xử của Cục Quốc An, mà cư nhiên bị theo dõi cũng không biết. Trương Dương sừng sốt, lúc này mới lưu ý rèm cửa sổ còn chưa có che hẳn. Hình chiêu huy thấp giọng, không nên nhìn ra cửa sổ sẽ khiến đối tượng nghi ngờ. Hiện tại có kẻ đang chụp ảnh ở lầu hai nhà bên cạnh căn nhà ngươi đang ở. Nếu như ngươi nhanh thì hẳn là kịp tới đó. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Cố dài đồng từ biểu hiện của Trương Dương phát hiện ra có chút vấn đề, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? có chuyện gì phát sinh? Trương Dương nghiến răng, vương bát đản, hắn vu ót ve mái tóc của cố dài đồng rồi nói, người đi kéo rèm cửa sổ lại, sau đó tới phòng ngủ đi. Sao thế? Dài đồng tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn làm theo lời Trương Dương, đi đến kéo rèm cửa sổ lại, lúc này Trương Dương đã chạy vọt sang nhà bên cạnh. Căn nhà này còn đang xây dở cho nên người có thể khá là thoải mái mà vào. Cánh cửa nhà này đang khóa, không mở được, trương đại quan nhân bực mình không thèm tìm đường khác trèo vào mà giơ chân lên, dầm. Một cước đá văng cánh cửa luôn. Một tiếng động lớn khiến cho tên đang chụp ảnh giật mình, chưa thấy bóng dáng người đâu nhưng hắn cũng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Trương Dương thấy hắn có ý bỏ chạy, cúi xuống nhặt một viên gạch dưới đất lên, một đáp chuẩn xác chúng người hắn khiến hắn ngã lăn ra đất. Không chờ hắn kịp đứng lên, Trương Dương đã đi đến bên hắn, một tay tóc tóc hắn kéo lên, tay kia cho hắn một cái bà tai cực mạnh, chụp này thì chụp cái con mẹ mày. Trương đại quan nhân thực sự là động nộ, một tà tai hạ xuống không chút nào khoan dung, khiến cho tên kia máu mồm máu mũi hộp ra, hai tay đưa lên che mặt gào thét, giết người. Trương Dương lại một cước đạp hắn ngã lăn lộn mấy vòng ra đất, sau đó cúi người xuống nhặt cái máy ảnh lên. Tên chụp ảnh này thân thể cũng có chút cường hãn, bị Trương Đại Quan Nhân cho hai đòn như thế mà vẫn đứng bật dậy được định tranh lấy cái máy ảnh trên tay Trương Dương bất quá hắn còn chưa có kịp lao tới thì Trương Dương đã đáp thẳng cái máy ảnh xuống đất, cái máy chụp ảnh đương nhiên làm sao có thể chịu nổi, nhất thời võ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Tên chụp ảnh gào lên, ta làm gì có chụp ngươi, ta đang chụp trăng, có thể là hắn cũng tiếc, cái máy chụp ảnh hơn 7 ngàn tệ chứ nào có ít gì. Trương Dương cười lạnh, không chụp ta a, đi, con mẹ nó, chết đến nơi vẫn còn ngang. Trương Đại Quan Nhân một túm chân tên chụp ảnh lôi đi sình sịch. Ngươi làm gì, thanh âm tên này thực sự sợ hãi, Trương Dương kéo hắn tới ban công tầng 2, tay phải nhấc nhẹ tên chụp ảnh lên. Tên kia sợ tới hồn phi phách lạc, gào khóc thảm thiết xin tha mạng, cả thân thể hắn hiện đã bị nhấc bổng lên, hiện chỉ cần Trương Dương lỏng tay một chút, hắn rơi xuống dưới đất kia thì khỏi cần phải bàn. Tên này gào khóc ca, ca, thúc không, ông nội, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không nên chụp ảnh ngươi, tha cho ta, tha cho ta. Tên chụp ảnh gào khóc thảm thiết khiến cho không ít gia đình trong khu đó để ý, tụ tập ra nhìn cảnh này không khỏi thấy thất kinh. Hình Chiêu Huy và một người nữa tầm khoảng 30 tuổi chạy chiếc jeep Bắc Kinh tới, đứng phía xa xa nhìn vào, Hình Chiêu Huy cười cười nói: "Triệu Quân, đó là Trương Dương." Người gọi Triệu Quân kia hút một hơi thuốc, phun ra một đoàn khói, tính tình rất nóng a, à, xem ra thanh niên nhân vẫn có chút thiếu kiên nhẫn. Hình Chiêu Huy cười ha ha: "Thằng nhãi này thực sự là lắm thói xấu." Bất quá rất có năng lực. Triệu Quân thấp giọng, nắm đấm có thể giải quyết được vào người, bất quá muốn làm được việc thì phải có thủ đoạn. Tên chụp ảnh sợ đến cái gì cũng khai ra, hắn nói có người bảo hắn chụp, trong cuộn phim vẫn còn có ảnh chụp, nếu không tin Trương Dương cứ việc kiểm tra, hắn không dám nói dối. Trương Dương thấy hắn nói như vậy lúc này mới hạ hắn xuống. Tên chụp ảnh sợ tới mặt cắt không ra một giọt máu nào. Trương Dương lạnh lùng nói, giao hết phim chụp ra đây bằng không ta giết. Trương Dương hướng mọi người xung quanh mỉm cười nói, tên này chụp ảnh xâm phạm đời tư của người khác, bị ta bắt được, hiện chuẩn bị giao hắn cho cảnh sát. Quân chúng vây xung quanh bán tín bán nghi bàn tán. Lúc này hình chiêu huy và triệu quân đã đi tới, lấy huy hiệu chứng minh cảnh sát ra, cảnh sát đây, mọi người ở đây giải tán đi. Còn đưa tên kia về trụ sở hiệp trợ điều tra, mấy người của cục quốc an này lúc nào cũng mang bên người mấy cái giấy tờ cảnh sát giả, cơ mà cũng giải quyết được không ít phiền phức. Trương Dương áp giải tên kia lên xe zip, hình chiêu huy cười nói: hạ thủ nặng tay a, à, cẩn thận cấy hành tội hành hung đó. Trương Dương nghiến răng nói: thế đã ăn thua gì? Bình thường ta a à tay đa phần toàn là thành mộ sát cả. Tên chụp ảnh nghe thế không khỏi rung lên, giọng cầu xin: mấy đại gia, ta là sống ở khu tây nhị, các người muốn gì ta cũng nói, nếu như một lời dối trá, nhất định kiếp sau ta không được làm người trương dương vỗ đầu hắn một cái người trước hết lo cái kiếp này đi hình chiêu huy dựa theo lộ tuyến tên chụp ảnh này nói lái xe tới khu tây nhị tới một tòa tiểu lâu lụp sụp thì xuống xe tiến vào kiểm tra thằng nhãi này là xôn độc thân trong căn phòng của hắn khắp nơi toàn là ảnh chụp xem chừng đúng là một tên thợ làm nghề chụp ảnh hắn giao tất cả ảnh chụp giai đồng ra cho trương dương trương đại quan nhân xem xong không khỏi nuốt một ngụm lãnh khí xem ra tên này đã theo dõi hai người mình từ rất lâu rồi ngay cả lần hai người đi chơi là từ cấm thành hắn cũng chụp được, mấy cái đó không tính là gì, nhưng mấy anh thân mật thì cũng không hề ít chút nào. Trương Dương gần giọng nói, ngươi làm cho kẻ nào? Tên chụp ảnh thành thật nói, ta không biết hắn tên gì, nhưng hắn đưa cọc cho ta 5 ngàn, bảo ta chụp càng nhiều ảnh có giá trị càng tốt. Những ảnh thân mật hắn càng trả cao hơn. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, nếu để hắn tìm được kẻ nào đứng sau thì ăn không ăn tươi nuốt sống mới là lạ tên chụp ảnh tên là Lưu Minh, là một kẻ có sở thích chụp ảnh, thường xuyên làm nghề chụp ảnh cho khách du lịch để kiếm sống, không phải là nhiếp ảnh chuyên nghiệp gì. Chụp ảnh theo dõi vừa kiếm được một món tiền lớn, vừa trả ảnh hưởng gì tới cái gọi là tư cách với đạo đức nghề nghiệp, tội gì mà hắn không làm. Trương Dương nói, người có ảnh tên đó không? Lưu Minh nghe hắn nói liền tìm trong học tủ một lúc đưa ra một cái ảnh cho Trương Dương, ngày hôm nay thực sự là lá gan hắn đã bị Trương Dương làm teo mất cả rồi, thành thành thật thật không dám trái ý điều gì. Trương Dương cầm tấm ảnh lên nhìn, Vương Học Hải quả nhiên là một tên siêu đê tiện, ngay từ lúc bắt đầu hợp tác đã tìm cách lợi dụng điểm yếu của người ta, Trương Dương hiện tại đối với Vương Học Hải có thể nói là khinh bỉ tới tận cực điểm. Nhìn kỹ tấm ảnh một chút mới để ý thấy nữ nhân bên cạnh Vương Học Hải trong ảnh không phải là Điền Linh, lúc đầu Trương Dương cứ nghĩ là lão bà Điền Linh của hắn, nhưng giờ soi kỹ lại mới thấy so với Điền Linh thì trẻ hơn nhiều lắm, thật không ngờ Vương Học Hải lại có nữ nhân ở ngoài. Trương Dương cười thầm trong lòng, Vương Học Hải a à, Vương Học Hải, người tưởng mình săn thú, không ngờ lại bị ưng mổ mắt rồi a. À. Trương Dương lấy cái ảnh này cất đi, còn lại bắt Lưu Minh đưa toàn bộ những cái ảnh hắn chụp có mặt Trương Dương và Cố Gia Đồng ra, Lưu Minh cũng tỏ ra hết sức phối hợp. Trương Dương trước khi rời đi móc ra một ngàn tệ gọi là tiền thuốc men, uy hiếp Lưu Minh, người nhớ cho kỹ chuyện ngày hôm nay tuyệt đối chưa xảy ra, những bức ảnh này cơi như không có. Cứ coi như mọi chuyện vẫn bình thường, có vấn đề gì ta sẽ tìm ngươi sau. Lưu Minh liên tục gật đầu, rồi tiến Trương Dương ra ngoài cửa. Hình Chiêu Huy và Triệu Quân vẫn đứng chờ ở ngoài, thấy Trương Dương đi ra Hình Chiêu Huy cười hỏi, sự tình thuận lợi cả chứ. Trương Dương mở cửa xe ngồi vào trong tay, tay vỗ vỗ túi ảnh dày cộp nói, đa tạ hình chủ nhiệm. Hình Chiêu Huy cười, không có gì có chuyện muốn nói cho ngươi ta đã chuyển công tác về bắc kinh rồi vị này là triệu quân là tân chủ nhiệm mới đảm nhiệm công tác tại hồng kông sau này hắn là lãnh đạo trực tiếp của ngươi đó trương dương mỉm cười chào triệu quân sau đó lại nói với hình chiêu huy hình chủ nhiệm ta chỉ là một nhân viên ngoài biên chế hiện tại giới thiệu lãnh đạo cho ta làm gì sau đó nói với triệu quân triệu chủ nhiệm đây không phải là ta có ý gì chỉ là có chút thắc mắc mà thôi triệu quân thờ ơ lạnh nhạt Hình Chiêu Huy vẫn cười, ta chuyển công tác về Bắc Kinh, đang bàn giao công tác với Triệu Quân, nhân tiện cũng bàn giao thành phần đặc biệt như ngươi luôn. Ngươi mặc dù đang ở Bắc Kinh, nhưng biên chế vẫn trong tổ ở Hồng Kông cho nên Triệu Quân là lãnh đạo trực tiếp của ngươi. Trương Dương rốt cuộc cũng minh bạch thì ra là Hình Chiêu Huy được thăng chức, lại nhớ tới bản thân mình ở Hồng Kông gia tử vào sinh, còn hắn thì chỉ hoa chân với múa tay, kết quả thu được thì hắn lại hưởng lợi nhiều nhất, trong lòng Trương Dương không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Con mẹ nó, lão tử đến bây giờ vẫn là một cái phó sử dởm, còn ngươi thì trở thành trưởng ban. Hình chiêu huy tựa hồ đoán được suy nghĩ của Trương Dương, dùng ngũ khí cổ vũ cấp dưới nói Trương Dương. Ngươi còn trẻ và có năng lực, cứ cố gắng phấn đấu, tương lại không tồi đâu. Trương Dương không tỏ thái độ gì nói, vậy có chuyện gì thì xin hai vị lãnh đạo cứ nói. Đừng bảo ta làm cái việc thương thiên hại lý gì là được. Hình chiêu huy hướng triệu quân gật đầu, triệu quân nói ngươi có quan hệ rất tốt với an gia cho nên ngươi đảm nhận công tác tình báo năm nay an gia nhất định sẽ về xuân dương tham dự lễ hội ta muốn ngươi lưu ý cái tên an đức hằng kia trương dương còn tưởng có cái nhiệm vụ gì khó khăn thì ra là lưu ý an đức hằng nguyên bản trước giờ trương đại quan nhân vẫn không hề có cảm tình với hắn rốt cuộc các ngươi nghi nở hắn cái gì triệu quân đáp ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình khi nào tới lúc tự khắc sẽ nói cho ngươi nhìn cái bộ dáng khinh khỉnh của triệu quân, xem chừng vị tân thủ trưởng này còn khó chịu hơn hình chiêu huy rất nhiều. Hình chiêu huy nhận thấy Trương Dương có điểm bất mãn, ho khan một tiếng nói, cũng không có gì phức tạp, chỉ là còn vài vấn đề về An ra chưa rõ ràng thôi. Hắn về Xuân Dương lần này, cứ theo dõi chặt chẽ, biết đâu lại phát hiện điều gì. Trương Dương ngáp dài một cái, ta mệt rồi, đưa ta về đi. Hình chiêu huy đưa Trương Dương về lại khu di hoa viên, lúc Trương Dương xuống xe hắn nhắc nhở, chỗ này cũng không kín đáo, tốt nhất nên tìm chỗ xa xa một chút. Trương Dương chừng mắt nhìn hắn, hình chiêu huy mỉm cười đưa cho hắn một quyển sách, tự liệu nội bộ, làm sao để trở thành một điệp báo viên xuất sắc, rất có lợi cho người đó. Trương Dương rời đi có một lúc, nhưng cố dài đồng ở trong nhà lại rơi vào trạng thái bất an, chuyện ở Đông Giang vừa rồi đã khiến cho nàng bị thương tổn khá lớn. Chuyện vì Ngụy Trí Thành làm ầm lên mà trên phố đã có lời ra tiếng vào, mặc dù nàng chưa bao giờ coi hắn là vợ chồng và tình cảm của nàng và trương dương cũng không có vấn đề gì nhưng là điều đó lại vẫn làm ảnh hưởng tới mặt mũi của cố duẫn chi nàng vì thế mà trong lòng cảm thấy áy náy với phụ thân trương dương đưa cho nàng xem vài cái ảnh biểu tình ngưng trọng hẳn lên nếu như những bức ảnh này mà lọt ra ngoài thì hẳn là cực kỳ không tốt cố dai đồng cắn cắn môi ai làm vương học hải trong ánh mắt cố dai đồng toát ra vẻ phẫn nộ thực sự là một kẻ đê tiện từ lúc bắt đầu hợp tác hắn đã thuê một thợ chụp ảnh theo dõi, mục đích là để nắm được điểm yếu của chúng ta, may mắn là từ lúc đó tới nay hắn vẫn đang ở Đông Giang chưa quay về Bắc Kinh, bằng không thì thực sự là không may rồi. Cố Gia Đồng lo lắng, liệu có còn ảnh khác nữa không? Trương Dương cười nói, yên tâm, cái tên Lưu Minh kia ta đã xử lý, ảnh là phim ta đều đã lấy hết cả. Cố Gia Đồng lúc này mới yên tâm, ôn nhu nói, còn chưa có ăn cơm a, à, mặc kệ thế nào hôm nay phải uống một chút mới được. Bữa đó cố dài đồng uống thực sự là khá nhiều, Trương Dương phải ngăn cản, đừng uống thêm nữa, uống nữa là sai đó. Cố dài đồng nhìn hắn, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi anh đào bỗng nhiên mấp máy, Trương Dương, ta sợ. Trương Dương ôm lấy thân thể của nàng vào lòng, không cần phải sợ. Có ta ở bên, bất luận kẻ nào cũng không thể làm gì được ngươi. Cố dài đồng chạm chán vào chán của Trương Dương, Hàng Nghi run run, ta không muốn mang tới phiền phức cho cha, nàng vẫn nhớ kỹ cái cảnh lúc cố dẫn chi nổi giận đùng đùng với Ngụy Trí Thành, thì ra là cha nàng vẫn luôn quan tâm lo lắng và yêu thương nàng, chỉ là lão vẫn luôn ẩn giấu nó thật sâu mà thôi. Trương Dương thấp giọng, ta cam đoạn chuyện của chúng ta sẽ không làm liên lụy gì tới cha nàng, ta cũng sẽ không để cho kẻ nào làm tổn thương nữ nhân của ta. Đôi mắt đẹp của giai đồng Dương Dương, nàng ôm chặt lấy Trương Dương, hộn lên môi hắn, trong miệng phát ra thanh âm nhẹ nhẹ, yêu ta đi. Trương Dương vốn ghét nhất có kẻ khi dễ nữ nhân hắn, ghét kẻ nào khinh thường người khác, mà Vương Học Hải lại vừa vặn có cả hai điều trên. Trương Dương có điều tra một chút tiểu sử tên Lưu Minh kia, thì hắn hắn trước kia từng là cảnh sát, sau vì vi phạm cái gì đó mà bị khai trừ, hắn có chút năng lực về chính xác và theo dõi, lại là kẻ mê chụp ảnh, cho nên ngoài chụp ảnh kiếm sống hắn có kiêm luôn thêm nghề thám tử tư, cũng có một chút danh tiếng. Kỳ thực khả năng bảo mạt của Lưu Minh vẫn chưa hoàn hảo. Nếu như tối đó hắn không đúng chúng hai vị lão đại của cục quốc an thì giờ này có lẽ đã gặp Vương Học Hải mà lĩnh tiền rồi cũng nên. Vụ theo dõi cố dài đồng này Thư di sự là một lần ăn đòn đau với hắn, người thì bị đánh tơi tả, chiếc máy ảnh thì bị phá mất, một đống ảnh cũng bị tịch thu sạch, tổng thiệt hại cũng phải hơn một vạn chứ chẳng ít. Bất quá hắn thực sự là bị trương đại quan nhân làm cho sợ mất mật, có oán niệm cũng không dám chống đối lại. Lưu Minh thấy Trương Dương ngoài cửa, sợ tới run người lên. Trương Dương cười thân mật, bất quá bộ dạng tươi cười ấy lọt vào mắt Lưu Minh cũng làm hắn thấy lạnh cả người, đại ca ta cái gì cũng đã nói rồi. Trương Dương vỗ vỗ vai hắn, không đợi hắn mời đã đi vào trong phòng, ngón tay gỡ gỡ trên mặt bàn, ta lần này tới là muốn bàn chuyện sinh ý với ngươi. Đại ca, ta hiện đã ăn năn hối lỗi, cái chuyện thương thiên hại lý như lần trước ta đâu dám làm nữa. Dầm. Trương đại quan nhân vỗ một vỗ thận mạnh xuống mặt bàn, làm cho cái bàn gãy sập cả chân, Lưu Minh sợ tới mức thiếu chút nữa thì quỳ dạp cả xuống đất. Trương Dương cười lạnh, mẹ kiếp, chó có thể không ăn sao 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 nữa sao, tiểu tử nhà ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong Trương Dương rút ra 2 ngàn đặt lên bàn, đây là tiền cọc, ngươi chụp ảnh đôi nam nữ này cho ta, có thể chụp nhiều hay ít tùy ngươi, ta không quản ngươi nữa. Lưu Minh vẻ mặt đau khổ, thế nhưng, cái máy ảnh của hắn đã bị Trương Dương cho tan tành rồi, kể cả bây giờ hắn muốn chụp, cũng không có chụp được, hai ngàn này đâu đủ để mua một cái máy ảnh. Trương Dương hắc hắc nở nụ cười, đặt lên bàn một cái túi đựng máy ảnh, nhưng cái gì? Không sai, thực sự là không sai. Lưu Minh vừa mở cái túi vừa vui mừng hô lên, mắt hắn sáng rực cả lên, cái máy ảnh Trương Dương mua tới này so với cái máy cũ của hắn hơn nhiều lắm, giá ở chợ trời cũng đã phải một vạn rưỡi. Đây là cố gia đồng đưa cho, cái máy ảnh này vốn là của người khác mua tặng nào, nhưng đối với chụp ảnh nàng chẳng có hứng thú, nên từ trước tới vẫn cất trong tủ, nếu không phải có chuyện lần này xảy ra, có khi nàng cũng quên luôn cả chiếc máy này. Trương Dương hiểu rõ, một người bị cưỡng ép làm việc người ta chỉ khuất phục làm cho qua loa, phải là dụ lợi, dùng lợi ích câu dẫn mới khiến đối phương cố gắng mà làm việc cho ta. Lưu Minh đối với máy ảnh có một sự đam mê và yêu thích rất lớn, thấy chiếc máy ảnh ngon lành này sự sợ hãi đối với trương dương cũng giảm đi rất nhiều trương dương nói ngươi thấy sao lưu minh nhìn chiếc máy ảnh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm gật đầu đồng ý với trương dương trương dương nói cứ yên tâm chỉ cần ngươi chụp được ta không để ngươi thiệt đại ca ngươi rất sảng khoái a à, cái này cứ định vậy những lời này của lưu minh rất vui vẻ trương dương cười hắc hắc vỗ vai hắn tiểu lưu a hắn đi ra ngoài cửa rồi lưu minh mới phục hồi tinh thần hắn nói mấy lời này ý tứ là sao nhỉ thế nào nghe như lãnh đạo nói với hạ cấp thế trong khoảng thời gian này trương dương có qua trung tâm phục hồi chức năng thăm văn linh vài lần khiến cho hắn kinh nhạc đó là tốc độ phục hồi của văn linh nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều hiện tại nàng đã có thể đứng lên được bất quá nàng vẫn cứ gầy yếu như thế tới mức làm cho người ta có cảm giác một cơn gió to cũng có thể làm cho nàng ngã lúc trương dương đi tới trung tâm Phan Linh đang được La Tuệ Chữ dìu đi lại ở ngoài bãi cỏ ngoài sân, ánh dương quang buổi sớm phủ trên mình nàng. Thấy Trương Dương đi tới, Phan Linh mỉm cười gật đầu chào, nhưng trên mặt không rõ nét cười, có lẽ cũng bởi hôn mê quá lâu mà biểu đạt tình cảm trên gương mặt nàng khá mờ nhạt. La Tuệ Chữ đỡ nàng ngồi xuống ghế, mỉm cười nói với Trương Dương: "Trương Dương, thế nào hôm nay rảnh rỗi a?" À? Trương Dương cười nói: "Hai ngày trước nghe Đỗ Ca nói thân thể Văn Linh tỷ phục hồi tốt, cho nên tới xem qua một chút." La Tuệ Chữ nhìn lại nữ nhi bên người vui vẻ gật đầu. Văn Linh tựa trên ghế có chút huệ hoài, nàng nhẹ giọng nói: "Mấy người cứ nói chuyện, ta về phòng nghỉ ngơi trước." Nàng vẫy tay với hộ lý, tiểu hộ lý vội vàng chạy tới đỡ nàng. La Tuệ Chữ nhìn nữ nhi rời đi, không khỏi thở dài một tiếng. Trương Dương hỏi: "La A à Di, có tâm sự gì a?" À? La Tuệ Chữ đáp: "Cũng không có gì, có điều ta cảm giác kể từ khi Văn Linh tỉnh lại, tâm tính nó cũng dường như thay đổi." trước kia nó là một nữ hài vui vẻ, hay cười nói, tính hướng ngoại, thế nhưng tới giờ thì đối với bất kỳ ai cũng rất ít nói. Ta hỏi nó vài câu nó cũng chỉ có trả lời một câu. Trương Dương cười nói, nàng ta đã hôn mê một thời gian khá dài, cả 10 năm không kết nối với thế giới, bây giờ cảm thấy lạ lẫm một chút cũng là chuyện thường. La tuệ chữ thấp giọng nói, ta lo lắng không chỉ có thế, hai từ này bây giờ ta có cảm giác xa lạ, ngay cả nó đối với chúng ta cũng thế, Trương Dương trầm mặc một chút, hắn hiểu chuyện tình của Đỗ Thiên Dã và Văn Linh, chờ đợi 10 năm không phải là ai cũng có thể. Giả như là Văn Linh hôn mê 10 năm rồi quên luôn đoạn tình cảm này thì đối với Đỗ Thiên Giã mà nói là sự đả kích vô cùng. La Tuệ Chữ hiển nhiên là rất lo lắng chuyện này. Trương Dương đối với chuyện này thì vẫn có thái độ lạc quan, hắn cười nói ta xem có lẽ là Văn Linh tỉ chậm như hô ra nhiều chuyện, cứ từ theo thời gian mà ký ức của nàng thức tỉnh, hẳn là sẽ quay trở lại thành nàng của ngày xưa thôi. La tuệ chữ cảm khái nói, mong muốn là như lời ngươi nói, chúng ta với đỗ gia vẫn giao hảo tốt, thật sự không muốn vì chuyện này mà làm thương tổn tới quan hệ của hai thế hệ hai gia đình. Bà nhìn Trương Dương nói, ta càng ngày càng phát hiện, muốn tìm một người để nói chuyện cũng khó thật a. À. Là ai gì muốn tìm người nói chuyện thì cứ gọi ta. La tuệ chữ gật đầu, bỗng nhiên cười nói, gần đây ta có nghe một việc. Việc gì? La tuệ chữ nói, có người hỏi ta có đúng ngươi là con nuôi của ta không? Trương Dương không khỏi nở nụ cười, chuyện này hắn cũng nghe cố dài đồng nhắc qua, bất quá nghe la tuệ chữ nói hắn sợ là có lẽ bà hiểu nhầm hắn cố ý đưa cái tin giả này ra để mượn thế lực nhà văn ra. Nghĩ tới đây hắn không khỏi cuống quyết giải thích, la a di, người đừng nên hiểu lầm a, từ trước tới giờ thiên hạ vẫn là thích đồn thổi linh tinh mà. La tuệ chữ cười vui vẻ, ta cũng không quan tâm lắm, nếu là ngươi truyền ra, thì chuyện ngươi cứu Tiểu Linh lại giữ kín để làm gì? Loại sự tình này dù sao cũng chỉ là tin đồn. Trương Dương nghe bà nói vậy mới như chút được gánh nặng, hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự không muốn La Tuệ chữ hiểu lầm. La Tuệ chữ nói, có biết lúc bọn họ hỏi ta bảo sao không? Trương Dương lắc đầu. La Tuệ chữ cười hiền hòa, ta nói với bọn họ đúng là như vậy. Ngươi chính là con nuôi ta, ta nhận ngươi từ khi ngươi còn bé tí. Trương Dương đầu óc tinh minh Nghe là tuệ chữ nói vậy làm sao hắn không hiểu, là phu nhân là mẹ nuôi, thực sự mà nói đây là chuyện hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Điều này có nghĩa là trên phương diện chính trị hắn có một thân phận huy hoàng, cũng có nghĩa là từ nay về sau hắn có thêm một chỗ dựa vững chắc. Tâm tình trương dương không khỏi kích động, hắn thấp giọng nói, mẹ nuôi. Là tuệ chữ nở một nụ cười, bà đối với người thanh niên trước mặt này thực sự rất thưởng thức, không chỉ bởi đơn thuần là hắn cứu nữ nhi của bà, mà còn để lại một ấn tượng rất tốt với bà. Có lẽ cũng bởi vì con gái thì hôn mê một thời gian dài, con trai ruột thì sống rất lạnh lùng khiến cho một người mẹ như bà sinh ra một cái cảm giác cô đơn, một cảm giác hết sức cô độc khó chịu mà người ngoài không biết. Mà Trương Dương này lại như một cơn gió lạ mang đến cho bà những điều lý thú và kinh hỉ, là tuệ chữ bất chi giác đã đem hắn coi như con cháu mà đối đãi. Trương Đại Quan Nhân thuộc về loại người tinh minh, nếu người ta đã nguyện ý nhận hắn làm con nuôi thì hắn cũng phải biểu thị lúc này trương dương quỳ gối xuống đất cung kính dập đầu ba cái đối với la tuệ chữ mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của không ít người xung quanh la tuệ chữ cười vui vẻ tháo cái vòng đeo tay xuống cái vòng này là của nhà ta truyền lại cũng chập chấn quý gì nhưng coi như là lễ cho con trai nuôi của ta trương dương hết sức vui vẻ tiếp lấy la tuệ chữ cười nói mau đứng lên đi để người ta nhìn mãi không tốt a à trương dương cười nói ta dập đầu trước mẹ nuôi là một việc thiên kinh địa nghĩa cũng không trái pháp luật ngay cả văn phó thủ tướng cũng không thể cản được a à. la tuệ chữ cười đến hài lòng trương dương thu lễ vật của bà ngẫm lại bản thân mình cũng phải có biểu thị trở lại trong xe lấy cái đồng hồ đeo tay châu âu lần trước mang ở hồng kông ra tặng cho la tuệ chữ la tuệ chữ cũng không có cự tuyệt thu con nuôi cũng chẳng tính là hối lộ đút lót gì hơn nữa việc này cũng coi như là mong cho trương dương có một tiền đồ chính trị tốt Trương Dương biết rõ là tuệ chữ nhận hắn là con nuôi cũng chính là cấp cho hắn một phần đại lễ, với thân phận như thế, nếu hắn biết cách làm người sao cho phải thì con đường chính trị của hắn sẽ hết sức bằng phẳng. Sau khi kiểm tra mạch lại cho Văn Linh, Trương Dương cảm thấy có một chút kỳ quái, mạch tượng của nàng cảm giác nhỏ bé yếu ớt nhưng tựa hồ lại ẩn chứa hậu lực liêm miên không dứt. Loại mạch như thế này căn bản không thể xuất hiện ở một nữ tử chưa bao giờ luyện võ công mới phải chứ không lẽ lần trước do bản thân mình dụng nội lực để đả thông kinh mạch cho nàng dẫn tới hậu quả đó. Văn Linh nhẹ giọng nói, gần đây ta cảm thấy thân thể khang phục rất nhiều, chắc một thời gian ngắn nữa là hoàn toàn bình phục, lúc đó hẳn sẽ không phiền tới ngươi nữa. La Tuệ Chữ cười nói, đều là người trong nhà cả, không có gì mà phiền phức, đã quên nói cho ngươi, ta đã nhận Trương Dương là con nuôi, giờ hắn là đệ đệ người đó. Văn Linh gật đầu, không kinh hỉ cũng chẳng tỏ thái độ gì, đôi mắt thâm thúy nhìn hắn nói, ta sau này gọi ngươi tiểu đệ A. À. Trương Dương tuy rằng chưa nghe ai gọi mình thế bao giờ, có chút hơi không tự nhiên nhưng vẫn gật đầu. Văn Linh nói, ta hiện tại cũng không có gì tặng ngươi, để sau này khỏe lại sẽ tặng cho tiểu đệ đệ một món quà làm lễ vật A. À. Những lời này coi như thái nàng đối với Trương Dương cũng không tệ. Trương Dương được yêu quá mà kinh hỉ, tỷ à, không cần đâu. Ngoài cửa vang lên thanh âm của Đỗ Thiên Giã, ha ha một thời gian không tới giờ đã gọi là tỷ rồi có chuyện gì thế nhỉ la tuệ chữ mỉm cười kể lại chuyện đỗ thiên giã nghe xong bật cười ta đã sớm nghe tin đồn thế nào ngày hôm nay lại thành chuyện thật a à? đỗ thiên giã mang túi hoa quả đến đặt ở đầu giường thấy văn linh đã nhắm mắt ngủ nét cười trên mặt không khỏi cứng lại mưa oi một chút trước còn nghe thấy giọng nàng nói cười trong nháy mắt đã ngủ không cần nghĩ cũng biết là nàng không muốn gặp hắn la tuệ chữ có chút bất đắc dĩ nhìn đỗ thiên giã bà đứng dậy đi ra ngoài, Trương Dương cũng lui ra ngoài, dù sao lúc này cũng không nên quấy rầy người ta. Đỗ Thiên Giã thấp giọng kêu lên, Tiểu Linh. Phan Linh vẫn không để ý đến hắn. Khóe môi Đỗ Thiên Giã giật giật, trong lòng âm thầm thở dài, xoay người đi ra hướng ngoài cửa. La Tuệ Chữ và Trương Dương đều không ngờ hắn ra nhanh như vậy, Đỗ Thiên Giã hướng La Tuệ Chữ cáo từ, La A Di, ta có chút chuyện, xin phép rời đi trước. La Tuệ Chữ gật đầu, Lúc này thực sự không biết phải nói gì cho phải. Trương Dương cũng xin cáo từ rời đi, vội đuổi theo Đỗ Thiên Giá, chạy tới chiếc ô tô lấy quà mà lão Sở nhờ hắn đưa cho lão Đỗ, "Đỗ ca, đây là quà mà Sở lão tham mưu bảo tặng cho cha ngươi." Chương 122, trong ấm ngoài êm. Trương Dương cũng cảm thấy đồng tình vỗ vỗ vai Đỗ Thiên Giá nhẹ giọng khuyên nhủ, có lẽ chỉ là biến chứng của bệnh mà thôi, không lâu sau khỏi bệnh sẽ tốt đẹp lại cả thôi. Đỗ Thiên Giã vừa kè chén rượu vào miệng lại đặt xuống thở dài nói, Trương Dương à, nhiều lúc ta còn nghĩ rằng, không bằng cô ấy cứ ngủ yên như vậy mãi mãi, như vậy chỉ ít ta vẫn còn một lòng một dạ mong ngóng cô ấy tỉnh lại. Tuy rằng lúc cô ấy tỉnh lại ta thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng thật không ngờ lúc tỉnh lại thì cô ấy lại xa lánh ta, nói xong hắn liền ngửa cổ uống cạn chén rượu. Với hắn bây giờ chẳng khác gì là tuyệt vọng, là đau khổ, hắn thấy mất mát trống trải hơn cả lúc Văn Linh đang hôn mê, từ đầu Trương Dương đã nhìn ra tình cảm của hắn dành cho Văn Linh cực kỳ sâu đậm. nếu như Văn Linh thực sự xem hắn như người xa lạ thì đó là đả kích quá lớn với hắn. Nhất thời Trương Dương cũng không biết nên khuyên bảo hắn như thế nào, mà dù có nói chắc gì đã có tác dụng với hắn lúc này. Hắn đã mòn mỏi đợi Văn Linh tới hơn 10 năm, chỉ một hai câu thì cũng khó lòng giúp hắn giải tỏa nỗi niềm hắn hiện giờ. Lúc này hắn cần nhất không phải là những lời khuyên, mà hắn cần nhất một người bạn, một người lắng nghe hắn giãi bày những buồn khổ trong lòng hắn trương dương cũng không muốn làm bầu không khí tăng thêm áp lư xê nên nói tránh đi đỗ ca hai hôm trước hình triệu huy có tới tìm ta có phải hắn mới được thăng chức hay không đỗ thiên giã đạm nhiên trả lời lại thông tin bên hắn luôn được bảo mật ta không ở trong hệ thống của bọn họ nên cũng không nắm rõ tin tức cho lắm nhưng ta với hắn là bạn lâu năm nói chung hắn cũng là người tốt sao ta thấy hắn tinh danh chẳng khác gì lão cáo giả vậy Đỗ Thiên Giá cười nói, trốn quan trường là vậy, ai cũng phải biết cách tự tạo vỏ bọc bảo vệ mình, người có cảm giác đó cũng không có gì là lạ cả. Hắn ngừng một chút rồi lại nói tiếp, thực không ngờ chuyện tình ở Giang Thành làm lớn đến vậy, cuối cùng kẻ không may lại là Lê Quốc Chính. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn nói, ta đã sớm nói rằng chuyện này không liên quan tới lý trường vũ cùng Tần Thanh, vậy mà ban kỷ ủy Trung ương các ngươi vẫn còn điều với chàng cha. Đỗ Thiên Giã lại nói, đó là công việc, bọn ta phải làm trình tự từng bước một, một người có tội hay không thì không thể chỉ dùng lời nói là xác định được, mà bắt buộc phải có chứng cứ, có chức cứ xác thực mới chứng minh được mọi điều. Người lăn lộn trên Bắc Kinh nhiều năm như vậy rồi, chắc hẳn cũng phải sớm ngộ ra điều ấy rồi mới phải chứ. Trương Dương thở dài cảm thán, nói thì nghe oai lắm chứ thực ra là trốn tránh trách nhiệm nên mới chui lên đây. Mà ở trên này cũng chẳng có gì tốt lành cả, ngày ngày đưa đi đón tiếp lãnh đạo, vô vị nhàn chán bỏ cái danh chủ nhiệm văn phòng đại diện xuống thì ta cũng chẳng khác gì một gã thương nhân kinh doanh nhà hàng. Đỗ Thiên Giã ha hả cười nói, làm thương nhân thì có gì mà không tốt. Ngày ngày ngồi đếm bọc lớn bọc nhỏ tiền lại không sợ kẻ khác nói người tham ô hối lộ. Trương Dương lắc đầu cười khổ, người không hiểu đâu, cảm giác làm quan khác hẳn hoàn toàn với làm thương nhân. Cái cảm giác đứng trên tất cả, cảm giác phấn kích khi được nắm trong tay quyền lực, cho dù ngươi có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mua được cái cảm giác đó. Tuy rằng thời nay địa vị thương nhân được đề cao không ít nhưng vẫn không thể so sánh với quan viên được. Đỗ Thiên giã nhíu nhíu mày, trong đầu ngươi vẫn tồn tại cái loại tư tưởng phân biệt giai cấp như vậy sao? Trương Dương cười cười xua tay nói, không phải là ta có mà toàn bộ xã hội này đều tồn tại cái tư tưởng đó. Ngươi ngẫm lại mà xem, Lý Gia Thành danh tiếng lớn như vậy thế mà thấy đám lãnh đạo trung ương chúng ta vẫn phải cúi đầu khom lưng đó sao? Đỗ Thiên Giã ha hả cười lớn, đột nhiên nhìn đồng hồ cũng khá muộn liền đứng dậy nói thôi, lúc khác ta lại tới thăm hỏi tán gẫu với người sau, buổi chiều ta còn bận chút việc. Trương Dương làm trò vẫy tay gọi nhân viên đem hóa đơn tới. Đỗ Thiên Giã nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, không tính vào công quỹ được. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, hóa đơn này ta không tính cho văn phòng đại diện đâu. Thân là chủ nhiệm văn phòng đại diện, hiển nhiên Trương Dương sẽ không làm mấy việc bê đá bỏ chân mình như vậy. Thực ra trong bụng Trương Dương sớm đã tính đổ hết cho Cục An ninh Quốc gia kia rồi. Không phải các ngươi bắt ta đi làm nhiệm vụ sao? Lần tới ta sẽ đem hết mớ hóa đơn này trả lại cho các ngươi. Lúc chia tay Trương Dương cũng không quên dặn hắn một câu, đỗ ca, kỳ thực con người cũng đâu phải cây cỏ. Vạn nhất chị ta vẫn không nhớ ra được ngươi, Ta nghĩ với điều kiện của ngươi cũng sẽ dễ dàng tìm được người khác thôi." Đỗ Thiên Giá cười cười lắc đầu, "Tiểu tử ngươi thật là. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng đùa cái kiểu đó nữa, đừng quên Yên Nhiên là em gái ta, nếu như ngươi làm gì có lỗi với nó thì ta là người đầu tiên không tha cho ngươi đâu đấy." Trương Dương hai mắt mở lớn chừng chừng nhìn hắn, ta kháo, hoàng đế còn chưa động thủ thái giám đã chen chân vào. Ngươi muốn xen vào chuyện người khác thì ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ ràng một chút đã chứ? Đỗ Thiên Giã nóng mặt vừa định nhấc chân đá hắn một cái thì Trương Dương đã nhanh nhẹn chui vào trong xe. Trương Dương cười tủm tỉm phất tay nói, hai ngày tới ta phải về Xuân Dương báo cáo tình hình công tác, có lẽ không tới thăm lão gia tử được, chắc sẽ gọi điện hỏi thăm sau. Vốn dĩ Trương Dương cũng định trước Tết âm lịch thì về lại Xuân Dương một chuyến, nhưng Tần Thanh lại gọi điện tới văn phòng đại diện kêu hắn về trước một tuần để báo cáo tình hình công tác. Mà Trương Dương cũng chán cái cảnh cứ phải suốt ngày chạy tới chạy lui đưa đón đám cán bộ huyện, giờ được cái cớ phải chuẩn bị để về huyện ủy báo cáo tình hình công tác nên đùn hết trách nhiệm cho vô tiểu đông xử lý, còn mình thì rảnh rỗi đi chơi bời mua đặc sản về làm quà. Trương Dương trực tiếp đặt vé máy bay luôn quả nhiên là quyết định sáng suốt. Gần cuối năm nên người người đều muốn về quê đón Tết, nhà ga chật như nêm cối, vé tàu thì đã hết từ vài ngày trước. Trước thấy máy bay bay cao tiết tắp trên trời nhớ có chuyện gì thì chỉ có nước chết mất xác, nhưng do gần đây phải di chuyển nhiều bằng máy bay trương đại quan nhân mới thấy đống sắt vụn này cũng không đến nỗi đáng sợ như tưởng tượng. Vừa xuống sân bay Giang Thành, Phương Văn Nam đã cho người mang xe chờ sẵn trước. Trước khi lên máy bay Trương Dương đã gọi báo trước cho hắn một tiếng rồi uyển chuyển hỏi mượn một chiếc xe để tiện đi lại. Dù sao lần này Trương Dương là về quê chúc Tết, thân là cán bộ công tác trên thủ đô Bắc Kinh mà về quê lại đi bộ thì cũng hơi mất mặt. Chỉ mới tiếp xúc vài lần mà Phương Văn Nam đã nể trọng, mà không phải nói là tôn thờ vị tiểu trương chủ nhiệm này mới đúng. Với hắn yêu cầu này của Trương Dương thực quá dễ dàng, hắn đương nhiên phải làm thật tốt. Trương Dương nhận chìa khóa ô tô xong thì gã tài xế kia cũng bắt xe trở về. Nguyên bản Phương Văn Nam định mở tiệc tẩy trần cho Trương Dương, chỉ là trên Bắc Kinh Trương Dương đã phải dự không ít buổi tiệc tùng, giờ nghe thấy hai chữ này đâm ra lại thấy sợ sợ nên lựa lời từ chối khéo. Phương Văn Nam cũng là người thẳng thắn, Trương Dương đã không muốn hắn cũng chẳng ép làm gì, chỉ dặn tài xế đưa chìa khóa tận tay Trương Dương rồi về luôn. Lần này về chơi Trương Dương cũng mua không ít đồ, đầu tiên Trương Dương ghé qua thăm Tô lão trước, tặng người chút đồ Tết. Vốn dĩ Trương Dương cũng định chào hỏi Lý Trường Vũ một tiếng nhưng lúc tới nơi mới biết hắn đang học tập nâng cao nghiệp vụ ở trường Đảng Đông Giang. Tuy mới chuyển về đây không lâu nhưng rất nhanh Tô lão đã làm thân với hàng xóm xung quanh đây, giờ không còn thấy cô đơn tịch mịch như hồi ở Xuân Dương nữa lúc trương dương cáo từ thì tô lão còn dúi vào tay hắn đôi gà giò bảo mang về xuân dương biếu mẹ hắn dùm cáo từ tô lão xong trương dương đánh xe chạy thẳng tới nhà tần thanh biết lúc này tần thanh không có ở nhà nên trương dương mới lặng lẽ tới biếu quả lão nhạc phụ tương lai tần chuyện lương tần chuyện lương cùng con trai tần bạch đều ở nhà hai cha con đang loay hoay chuyển một gốc cây to tần bạch vẻ mặt không mấy vui vẻ cho lắm hiển nhiên là không thích cái công việc nhàn chán này vừa nghe tiếng có người gõ cửa hắn liền bỏ gốc cây xuống vội vàng chạy ra xem ai vừa mở cửa ra thấy trương dương bê một đống hộp to hộp nhỏ quả biếu tần bạch không khỏi nhíu nhíu mày không chút khách khí hỏi thẳng người tới đây làm gì tần chuyện lương ngoái nhìn hỏi vọng ra ai vậy a à, trương dương đó à nhanh nhanh mời vào nhà chơi tần bạch nghe cha nói vậy dù không muốn cũng phải mở cửa mời trương dương vào tuy vậy khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng chẳng thèm nói tiếng nào xoay người đi về phòng mình có lẽ do hắn vẫn cảm thấy ác cảm với trương dương từ lần đầu gặp đến giờ cũng không thay đổi trương dương cũng chẳng bận tâm thái độ của tần bạch ra sao cứ thế bước một mạch vào trong nhà vừa đi vừa cười cười hô lớn tần thúc thúc người vẫn khỏe chứ cháu vừa từ bắc kinh về xuống máy bay cái là chạy thẳng về đây biếu ít đặc sản trên đó tần chuyện lương cười nói như vậy đâu có được để tiểu thanh biết được nó sẽ không vui đâu trương dương điềm nhiên nói nhỏ tần thúc thúc cháu cũng đâu có mua thứ gì đáng giá hơn nữa đây có thể coi cháu là phận hậu bối đến thăm hỏi trưởng bối chứ đâu phải là nịnh nợ tần chủ tịch huyện đâu tần truyện lương nghe mà mặt mày rạng rỡ ta hiểu đương nhiên ta hiểu chứ nào vào nhà uống chén trà đi tần truyện lương rửa chân tay mặt mũi xong vui vẻ mời trương dương vào phòng khách uống trà trương dương đặt đống lễ vật lên bàn thấy tần truyện lương đang loay hoay pha trà liền vội vàng nói giúp tần thúc thúc để cháu làm cho do tần chuyện lương bị khuyết tật cánh tay phải nên chỉ pha trà được bằng tay trái, bởi vậy mới có chút khó khăn. Tần chuyện lương cười cười nói, không cần, tùy tay chân ta khuyết tật nhưng mấy việc nhỏ này ta vẫn có thể làm được. Hắn pha trà xong rót đầy một chén rồi đưa qua cho Trương Dương rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trương Dương mỉm cười hỏi thăm, sao rồi? Công tác trên Bắc Kinh vẫn thuận lợi cả chứ? Trương Dương gật đầu nói, rất tốt, à đúng rồi, cháu về có mang chút quà tới thăm, Tần chuyện lương chỉ chỉ đống quà trên bàn cười nhạt nói, chỗ kia mà bảo chút quà thôi à. Nếu như người còn mang tới nữa thì ta sợ rằng không nghĩ người có ý đồ xấu cũng không được. Trương Dương cười tủm tìm lấy một bức thư pháp trong túi ra. Đây là lần trước Trương Dương nhờ thiên trì tiên sinh viết vài chữ nhưng do vội đi nên chưa kịp làm khung cẩn thận. Tần chuyện lương vừa thấy bức thư pháp hai mắt liền sáng ngời hẳn lên. Hắn cứ nhìn bức thư pháp không chớp mắt, giọng điệu cũng có phần kích động không kiềm chế được, thư pháp của thiên chỉ tiên xinh đẹp không gì sánh được. Trương Dương cười nhẹ nói, mấy chữ này là cháu nhờ thiên chỉ tiên sinh viết riêng tặng cho Tần Thúc, coi bộ thúc không nhận không được rồi. Tần Chuyện Lương vẻ mặt đầy xúc động gật gật đầu liên liệu, bức thư pháp đề tự. Tuyết áp trúc đầu đê, đê hạ dục chiêm nê, nhất luân hồng nhật khởi, y cựu giữ thiên tề, xuê ya chu tu di, di chan ni, Y hong di chi, y diêu tiên chi cái này em đọc cũng không hiểu lắm nên không dám dịch thơ, có cao nhân nào xin chỉ giáo dùm. Mũ mũ, đọc xong những vần thơ tần chuyện lương liều hiểu ra tâm ý của Trương Dương. Từng câu từng chữ đều chứa đựng tin thần cách mạng lạc quan. Tuy rằng tần chuyện lương đã không còn làm cách mạng, tuy rằng thân thể hắn bị khuyết tật thế nhưng ý chí, tinh thần hắn luôn luôn hướng về đảng trung thành với cách mạng. Hắn cứ ngâm nga mãi mấy vần thơ, trong lòng không khỏi cảm thán hắn cùng thiên trì tiên sinh chưa từng gặp mặt như vậy những vần thơ mà thiên trì tiên sinh viết tặng riêng hắn đều là chủ ý của trương dương mãi sau này tần chuyện lương mới nhận ra được một điều con người ta nhiều lúc quá kiên cường cứng rắn quá vị tất đã là chuyện tốt nhưng lúc nhận ra sai lầm này thì cả con trai lẫn con gái hắn đều đã thấm nhuần tinh thần cương liệt của hắn bởi vậy hai đứa con hắn mới gặp không ít khó khăn trong cuộc sống thời đại bây giờ ánh mắt tần chuyện lương chuyển đến bức thư pháp trên tường của mình phấn thân toái cốt hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Tần chuyện lương không khỏi cảm thán tự hỏi, lẽ nào thời thế thay đổi, nguyên tắc làm người cũng thay đổi theo. Đối với hắn phần lễ vật này của Trương Dương thực sự chân quý, hắn cẩn thận cất bức thư pháp đi rồi quay sang mỉm cười với Trương Dương, để lúc nào rảnh rỗi ta sẽ làm khung treo lên sau. Trương Dương, thay ta nói lời cảm tạ thiên trì tiên sinh. Trương Dương cười cười gật đồng ý, Hàn Huyên nói chuyện với Tần Chuyện Lương thêm một lúc sau Trương Dương mới đứng dậy nói lời cáo từ, nhân trời còn chưa tối hẳn muốn về Xuân Dương cho sớm. Vừa mở cửa định chui vào xe thì Tần Bạch từ phía sau gọi lớn tên Trương Dương. Trương Dương quay đầu lại nhìn, thấy bộ dạng bất thiện của Tần Bạch liền chắc mầm thằng nhãi này hẳn cũng không có ý gì tốt. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ngoài mặt Trương Dương vẫn phải giả vờ tươi cười thân thiết hỏi Tần Bạch đó à? Tìm ta có việc gì không? Tần Bạch lạnh lùng nhìn hắn, Trương Dương, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi có cái chủ ý gì ngươi có thể lừa được chị ta có thể lừa được cha ta nhưng ngươi quên mất vẫn còn có ta ở đây trương dương cười nói ta đâu có lừa gạt gì ai có lẽ ngươi vẫn còn thành kiến với ta tần bạch trừng mắt nhìn ta cảnh cáo ngươi sau này tránh xa chị ta ra một chút ngươi là hạng người nào ta đều hiểu rõ ràng nếu ngươi dám khi dễ chị ta ta cũng mặc kệ cái danh cảnh sát này quyết liều mạng với ngươi Nghe vậy Trương Dương không khỏi nở nụ cười đáp trả lại, ta nói tần bạch ngươi, sao ngươi lớn rồi mà đầu óc vẫn như con nít vậy? Ngươi cứ phải coi ta xấu xa như mấy nhân vật phản diện mới được sao? Ta nói để ngươi hay, đối với cha ngươi thì ta tôn kính, còn đối với chị gái ngươi thì đó là yêu. Cái gì mà khi dễ với không khi dễ cô ấy? Ngươi có thành kiến với ta thì cũng mặc kệ ngươi, ta là nể mặt mũi chị gái ngươi cũng chẳng thèm tính toán với ngươi làm gì. Còn ngươi muốn đấu với ta, ta lại chẳng có hứng thú. Còn nữa, dù ngươi có làm cảnh sát hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến ta cả. Nói xong Trương Dương liền mở cửa xe chui vào. Tần Bạch nổi giận đùng đùng hai tay siết chặt cứ đứng nguyên một chỗ nhìn chằm chằm vào xe Trương Dương. Thấy vẻ mặt tức giận của hắn qua gương chiếu hậu, Trương Dương không khỏi lắc lắc đầu cảm thán tự nhủ. Không biết có phải số mình xung khắc với mấy cậu em dâu này hay không nữa. Tần Bạch đã như vậy, đến cố minh kiện cũng xảy ra xung đột từ lúc hắn trở thành em dâu Trương Dương liền tỏ ra bất hòa với Trương Dương, hiện giờ mối quan hệ của hai người càng ngày càng tồi tệ hơn. Trở về Xuân Dương lần này Trương Dương cũng không có báo trước cho đám người như văn cường tiếng nào, mà chỉ lặng lẽ về thăm lại căn nhà cũ ở khu tập thể của nhà máy nông nghiệp. Tuy rằng đến giờ Trương Dương vẫn thấy kinh thường chán ghét gia đình triệu thiết sinh nhưng dù sao từ lập hoa cũng là mẹ đẻ hắn, dù không muốn Trương Dương cũng phải chấp nhận hắn. Thực lòng Trương Dương luôn muốn mẹ mình rời bỏ cái gia đình đó, từ bỏ cuộc sống hiện tại về ở với hắn. Tuy rằng Trương Dương dám chắc mẹ sẽ không còn phải lo lắng vấn đề tiền bạc cơm nước hàng ngày, nhưng như vậy chắc gì đã khiến mẹ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thực sự. Điều quan trọng nhất là làm gì để giúp mẹ thay đổi được thực tại hiện nay, làm gì để giúp mẹ thay đổi được cuộc sống vất vả, giúp mẹ lấy lại địa vị ở triệu gia. Trương Dương lái ô tô đến khu nhà tập thể của nhà máy nông nghiệp ngay lập tức liền giấy lên một trận náo động không nhỏ một đám các bà các mẹ đang phơi đồ hay làm việc vặt ngoài sân đều đổ dồn ánh mắt lên người trương dương cả người trương dương đều mặc hàng hiệu phong độ người người vừa mở cửa xe bước xuống cái có người nhận ra liền giật mình hô lớn trời đất đây không phải là trương dương sao trương dương xoay người nhìn lại hóa ra người vừa gọi tên hắn là trưởng khoa giáo dục và đào tạo bệnh viện nhân dân huyện viên văn lệ từ lúc trương dương rời bệnh viện nhân dân huyện tới nay cũng chưa gặp lại chị ta mà gia đình viên văn lệ trùng hợp lại là hàng xóm với gia đình lão triệu thiết sinh cùng mẹ của Trương Dương. Cũng giống Trương Dương, hôm nay viên văn lệ về nhà thăm cha mẹ với tặng đồ Tết, mới đến đầu ngõ thì nhận ra Trương Dương nên gọi lại. Lâu nay nghe từ lập hoa nói con trai bà làm quan lớn, rất có tiền đồ có điều nghe thì nghe vậy chứ viên văn lệ sao tin được tiểu tử hậu đậu vụng về kia làm quan được tai nghe không bằng chính mắt nhìn. Thế nhưng thấy Trương Dương khí khái người người lại còn có ô tô riêng nữa, rốt cuộc viên văn lệ mới thực sự tin tiểu tử Trương Dương kia làm quan lớn thật. Trương Dương cười cười đi tới chỗ viên văn lệ, chị viên, lâu rồi không gặp, thực không ngờ càng ngày càng thấy chị trẻ ra đó. Viên văn lệ che miệng khanh khách cười tươi, Trương Dương a à, Trương Dương, người dẻo miệng như vậy từ bao giờ vậy? Nàng ta liếc mắt đánh giá nhìn từ trên xuống dưới khắp người Trương Dương vài vòng, xem ra lời đồn bên ngoài quả không hoa, trông bộ dạng như vậy hẳn là làm quan to lắm chứ chẳng chơi. Nói thật đi, Hiện giờ đang giữ chức vụ gì vậy? Chỉ là một gã tiểu chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện Xuân Dương thôi mà, không đáng để nhắc tới. Lúc này Viên Văn Lệ mới biết chức danh của Trương Dương, tuổi còn trẻ như vậy mà đã được làm chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện. Ngẫm lại chính mình, lăn lộn cố gắng bao năm như vậy mà cũng chỉ leo lên được cái chức chủ nhiệm khoa giáo bệnh viện huyện, ông trời còn cái gọi là công bằng nữa hay không? Trương Dương lại nhớ tới lúc còn học tập ở bệnh viện nhân dân huyện chị ta cũng nhiều lần chiếu cố cho mình ơn nghĩa này trương dương cũng không thể quên được trương dương vội vàng lấy trong túi sách tay ra một hộp vịt quay với hai chai rượu đưa qua cho viên văn lệ cười nói chị viên có chút đồ nhờ chị cầm về để hai bác bên nhà nếm thử đây là em mua từ bắc kinh về viên văn lệ thấy trương dương xuất thủ hào phóng như vậy trong lòng cũng thấy ước ao hâm mộ không ít nàng cười đến híp cả mắt vào giả bộ khách khí từ chối một chút nhưng do trương dương cứ năn nỉ mãi nên nàng mới đành nhận đống quả biếu trương thiết sinh đứng đằng xa cũng nhận ra trương dương nếu như là trước kia thì hắn đã chạy qua mắng té tát thằng nhãi này rồi nhưng hiện giờ thời thế đã thay đổi thằng nhãi kia đã làm quan lớn đã trở nên danh giá địa vị cao hơn hắn rất nhiều thằng nhãi con rơi của vợ hắn nay đã thành người mà một gã công nhân phổ thông như hắn không trêu chọc vào được vì không dám chạm mặt với trương dương nên triệu thiết sinh định đi đường vòng về nhà nhưng trương dương lại thấy hắn lại còn tỏ ra rất lễ phép hô lớn chú đã về đấy à trương thiết sinh giật mình hắn cũng không ngờ trương dương lại chủ động bắt chuyện như vậy hắn cố gắng lắm mới nở được nụ cười đầy cứng nhắc gượng gạo tam a tam về rồi à trương dương thay đổi thái độ với triệu thiết sinh cũng đều vì suy nghĩ cho mẹ hắn với địa vị của trương dương hiện giờ cách nhìn nhận vấn đề cách suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều trở nên sâu xa thâm thúy hơn trương dương cười cười gật đầu chào hắn chú chú về đúng lúc thật lần này về cháu mang hơn nhiều đồ một người không khiêng về hết được may có chú giúp một tay ngoặc kép chấm 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 ờ ờ triệu thiết sinh ngỡ ngàng một lúc rồi cũng đi qua phụ giúp nếu như là trước kia đừng nói là sai bảo nhờ vả mà chỉ cần trương dương mở mồm chống đối lại hắn một câu thì hắn liền không ngần ngại cho trương dương một cái bạt tai thế nhưng giờ địa vị của trương dương đã khác Triệu Thiết Sinh không còn cái uy áp của một người cha dượng với đứa con riêng của vợ nữa, mà trong lòng hắn chỉ còn sự sợ hãi, một sự sợ hãi của dân đen với quan lớn. Giờ nghe Trương Dương nhờ vả hắn lại không cảm thấy bị sỉ nhục mà trái lại hắn lại thấy vinh quang. Đây là Trương Dương đang lấy ơn báo oán, Trương Dương đang cho hắn cơ hội chuộc tội, đương nhiên hắn phải nắm chặt cơ hội này. Quả thực lần này về thăm nhà Trương Dương cũng mang không ít đồ. Ngoại trừ mấy món đặc sản của Bắc Kinh ra, Phương Văn Nam còn chuẩn bị sẵn trong cốp xe cho Trương Dương hai thùng mao đài cùng vài cây thuốc lá coi như là quả biếu. Trương Dương vừa mở cốp xe ra, hai mắt triệu thiết sinh mở lớn không tin vào mắt mình được. Chỉ riêng hai hòm rượu mao đài kia cũng phải đến mấy nghìn tệ, trong lòng hắn càng tỏ ra kính nể Trương Dương hơn. Hai người vừa bê đống đồ tới cửa nhà thì triệu thiết sinh liền lớn tiếng gọi, lập hoa, mau mau ra xem ai tới này. Từ lập hoa đang ở trong bếp nấu cơm, nghe chồng gọi liền bỏ muôi xuống ra ngoài xem. Thế nhưng vừa bước ra cửa một cái liền ngẩn ra đứng như trời chồng, cô không thể tin vào mắt mình được, sao Trương Dương lại đi cùng chồng mình được. Hơn nữa biểu hiện của hai người lại khá thân thiện, chẳng lẽ hôm nay trời mọc đằng Tây rồi. Trương Dương cười cười thân thiết gọi mẹ, một tiếng. Ngay lúc đó thì Triệu Tính cũng chạy từ trong nhà ra vui vẻ gọi lớn, anh. Anh về rồi đó à, cô bé ôm chặt cánh tay trương dương vừa cười tươi vừa không ngừng rung lắc tay trương dương triệu tĩnh nheo nheo hai mắt lại nhìn từ trên xuống dưới trương dương một lượt tấm tắc khen anh hôm nay anh đẹp trai quá ha trương dương ha hả cười nói tiểu nha đầu này vẫn còn đang học sao lại trốn về nhà chơi triệu tĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn mình lên nói lại cái gì mà trốn học về nhà chơi lúc nào thi thì em sẽ trở lại trường chứ ở lại trường cũng chẳng có việc gì không bằng về nhà còn sướng hơn Trương Dương gật gật đầu như đã hiểu. Hôm nay Triệu Thiết Sinh cũng tỏ ra đặc biệt vui vẻ, hắn tươi cười hớn hở nói, mấy người các ngươi cứ nói chuyện đi, ta vào nhà pha trà. Triệu Tĩnh có chút khó hiểu nhìn lại cha mình một lượt, chờ cha vào hẳn trong nhà rồi mới thấp giọng hỏi nhỏ, hôm nay cha làm sao vậy? Hay là đổi tính rồi? Từ Lập Hoa trừng mắt dọa nạt, cái con bé này, không được nói bậy bạ nàng chuyển ánh mắt nhìn lại Trương Dương một chút rồi nhẹ giọng nói, để ta vào bếp làm thêm mấy món, lâu rồi cả nhà ta mới được đoàn tụ như vậy. Trương Dương vốn định nói mẹ không cần phải phiền phức như vậy, nhưng thấy thần sắc mẹ lại vui vẻ dạng dỡ như vậy nên cũng không đành lòng cự tuyệt, chỉ gật đầu nói, được rồi, chốc nữa mẹ nấu cơm sau cũng được. Con mới mua mấy cái áo, mẹ mau thử trước đi. Từ lập hoa cười nói, con có lòng như vậy là mẹ thấy mừng rồi, cứ để tối thử sau cũng được, giờ mẹ chạy ra chợ mua ít đồ nữa đã. Triệu tĩnh nhanh nhẹn giúp Trương Dương đem đống đồ vào nhà, quay sang nũng nịu vòi Trương Dương, anh. Anh mua nhiều đồ như vậy chắc cũng không quên phần em chứ. Trương Dương cười cười xoa đầu em gái nói, dù ta quên ai chứ không thể quên tiểu yêu này được. Trương Dương bóc một hộp ra đưa cho em gái đôi giày ra. Đôi giày này là lần hắn đi dạo phố ở Bắc Kinh cùng cố giai đồng mua được. Triệu tĩnh vui sướng nhận lấy rồi vội vàng đi ngay vào. Cô bé đứng dậy cứ ngắm nghía đôi giày mãi không thôi, thực không ngờ anh cũng có khiếu thẩm mỹ đó. Nghe vậy Trương Dương không khỏi cười thầm, đều không phải là ta có mắt thẩm mỹ mà phải là chị dâu em có mắt thẩm mỹ mới đúng. Lúc sau thì Triệu Thiết Sinh cũng bừng ấm trà lên, đây là loại trà ngon nhất trong nhà hắn lúc này, bình thường hắn cũng không nỡ pha uống, lần này Trương Dương về chơi hắn liền đem gần hết ra pha luôn. Con người là vậy, nhiều lúc thay đổi chỉ bằng một ý nghĩ chỉ một thoáng mà mọi oán hận của hắn với trương dương đều tan biết sạch trước kia hắn luôn con thằng nhãi con riêng của vợ mình như cái gai trong mắt nhưng hiện giờ hắn coi trương dương chẳng khác gì quý nhân trước kia hắn chỉ muốn đuổi trương dương đi càng sớm càng tốt giờ đây thì hắn lại ước gì trương dương gọi hắn một tiếng cha còn trương dương có ác cảm với triệu thiết sinh cũng chỉ vì hắn không công bằng với mẹ mình nhưng giờ địa vị của trương dương đã thay đổi tâm tính con mắt nhìn cũng thay đổi theo giờ Trương Dương cũng chẳng thèm chấp nhất với một gã tiểu nhân vật như hắn làm gì. Huống hồ Trương Dương cũng biết, mẹ vô pháp dứt bỏ được cái gia đình này, thế nên muốn mẹ được hạnh phúc, được vui vẻ nên Trương Dương mới tỏ ra nhã nhận hòa hoãn như hiện giờ, và kết quả cho thấy cũng rất khả quan, mọi việc đều ổn thỏa tốt đẹp. Triệu Thiết Sinh cũng rất thức thời, pha trà mời nước Trương Dương đâu đấy xong liền vội vã chạy xuống bếp giúp vợ chuẩn bị cơm nước. Triệu Tĩnh thì cứ ở bên cạnh Trương Dương líu la líu lo mãi không ngớt, Cô gái nhỏ này từ lúc lên đại học thì tính tình lại càng trẻ con hơn, lúc nào cũng lăng xăng nhanh mồm nhanh miệng. Đột nhiên Trương Dương nhớ tới một chuyện liếc mắt hỏi, vậy? Chuyện với cái cậu Đinh Bân hiện giờ thế nào rồi? Triệu tĩnh đỏ mặt giọng cũng lý nhí lại, thế nào là thế nào? Là bạn học thôi chứ còn sao nữa? Chỉ là bạn học bình thường thôi sao? Vẻ mặt Trương Dương đầy sự không tin tưởng hỏi lại. Triệu tĩnh hung hăng đành vào vai Trương Dương một cái nũng níu nói, không cho anh nói bậy nữa đúng rồi thế tết năm nay anh có định dẫn bạn gái về nhà không cô gái nhỏ này cũng không phải hạng dễ trêu chọc lập tức liền đối chọi lại trương dương cuộc đấu võ mồm của hai anh em trương dương càng lúc càng náo nhiệt thì ngoài sân hai anh em triệu lập quân cùng triệu lập võ cũng vừa về tới cửa triệu lập quân thấp giọng hỏi cha cha sao hôm nay lại làm nhiều món như vậy trong nhà có người sao triệu thiết sinh nhàn nhàn nói em trai ngươi về đang ngồi trong nhà nói chuyện với tĩnh nhi triệu lập quân nghe trương dương về sắc mặt luyền chuyển thành băng lãnh hắn vẫn ghi hận trong lòng từ lần bị trương dương đánh ở trước cửa nhà máy máy móc nông nghiệp đánh đã không lại thằng nhãi đó rồi vậy mà giờ lại còn phải cúi đầu làm thân hắn thực không cam lòng triệu lập quân hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi ra cổng hắn tuy không phải là người có bản lĩnh nhưng cũng có chút khí phách nam nhi cùng lòng tự trọng thấy con trai mình hầm hầm bỏ đi triệu thiết sinh cả giận gọi lại sắp ăn cơm rồi còn định đi đâu nữa quay lại cho ta. Triệu Thành võ vội vàng can ngăn, cha, cha còn lạ gì tính khí của anh con nữa, cứ để mặc anh ấy đi đi. Nói xong hắn đi vào trong nhà cười cười bắt chuyện với Trương Dương, tam đệ, về rồi đó à. Trương Dương cũng không mấy hảo cảm với hai anh em Triệu Lập Quân với Triệu Lập Võ nên cũng không trả lời lại mà chỉ cười gật đầu thay lời chào. Thấy biểu hiện vô phép của Trương Dương, trong lòng Triệu Lập Võ cũng thấy có chút khó chịu, nói gì thì nói ta cũng là anh trai ngươi, không gọi anh thì thôi cũng ít nhất phải chào ta một tiếng chứ. Tuy khó chịu nhưng triệu lập võ cũng không dám biểu hiện ra mặt, ai bảo người ta giờ làm quan to, đến cả cha cũng phải cam tâm tình nguyện đi làm cơm thằng nhãi này. Triệu lập võ cũng đành dằn lòng xuống tự nhủ không nên trêu chọc phiền phức làm gì, hắn đang định quay đầu bỏ đi thì Trương Dương lại mở lời. Trương Dương thản nhiên nói, nhị ca, cầm lấy bao thuốc hút chơi. Vừa nói Trương Dương vừa ném một bao thuốc trung hoa qua cho hắn. Triệu Lập Võ cầm bao thuốc trong tay cái là bao nhiêu bất mãn khó chịu đều tan biến sạch. Người ta chỉ tiện tay cũng ném ra cả bao trung hoa, tiểu tử này giờ khác xa ngày xưa rồi. Triệu Lập Võ cũng nghe nói đứa em trai cùng cha khác mẹ này uy phong lẫm liệt, danh tiếng vang dội, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói, giờ chính mắt nhìn thấy hắn mới thực sự tin tưởng. Triệu Lập Võ liền thay đổi thái độ, lập tức tươi cười hẳn lên, em công tác cũng bận rộn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà được một hai lần, vậy mà còn mua đồ tặng ta nữa làm anh mà ta cũng thấy ngại không dám nhận. Trương Dương cười cười khoát tay nói, là anh em trong nhà với nhau cả, cần gì phải nói mấy lời khách sáo đó làm gì. Không còn việc gì để nói nữa Trương Dương cũng đành hỏi qua loa đại khái, giờ nhị ca đang công tác ở đâu vậy? Triệu lập võ thở dài cảm thán, hè vừa rồi bị đơn vị cắt giảm nhân công, hiện giờ đang làm bảo vệ cho Kim Khải Việt hắn cũng biết Trương Dương là bạn thân với ông chủ Ngưu Văn Cường của Kim Khải Việt nên thấp giọng hỏi, anh nghe nói em chơi khá thân với giám đốc Vương, có thể giúp anh nói tốt với giám đốc Vương một chút, xem có thể điều anh lên làm tổ trưởng gì gì đó được không? Trương Dương nở nụ cười, sảng khoái gật đầu nhận lời, không thành vấn đề, chuyện này cứ để em đi. Bằng vào mối quan hệ của mình với Ngưu Văn Cường, chỉ vài câu nói thì không thành vấn đề. Triệu lập võ mừng rỡ ra mặt, tam đệ, để lần sau anh mời rượu cảm ơn. Triệu tính ở bên lúc này mới chen miệng vào được, dễ thế sao? Còn cả ối người phải xếp hàng chờ được uống rượu với tiểu ca, đến bao giờ mới tới lượt anh. Mà không cần phải cảm ơn đâu, sau này anh đối tốt với mẹ là được rồi. Triệu lập phó bị em gái nói khái ngượng ngùng mặt đỏ bừng cố gắng chống đối lại, anh vẫn đối tốt với mẹ đó chứ. Đến đứa con nít cũng nhận ra mấy lời nói dối chống chế của hắn, nhưng Trương Dương cũng không tính toán với hắn làm gì, để hắn biết sợ, biết sai mà sửa là được rồi. Lúc sau từ lập hoa cùng triệu thiết sinh cũng nấu cơm xong, gọi với lên kêu mấy anh em xuống dọn cơm bưng thức ăn lên. Từ lúc tới thời đại này đến này chưa một lần nào Trương Dương cùng ngồi ăn cơm chung với gia đình, loại cảm giác ấm áp đầm ấm này khiến hắn không thể quên được. Hắn thấy trên mặt mẹ thỉnh thoảng lại xuất hiện nụ cười nhẹ, một nụ cười đầy vui vẻ hạnh phúc. Từ rất lâu rồi từ lập hoa đã ao ước được thấy gia đình hòa hợp êm thấm như lúc này. Tử lượng của triệu thiết sinh cũng không cao, mới uống được ba chén mà giọng đã lẻ nhẹ. Hôm nay tâm tình hắn rất vui nên cũng không khống chế được mà buông thả một chút. Triệu thiết sinh lại nâng chén rượu lên chủ động cụng chén với Trương Dương, A Tam, hai ta uống thêm chén nữa đi. Từ lập hoa nhẹ giọng khuyên nhủ, lão triệu, người đã uống nhiều rồi, đừng nên uống nữa. Cứ để ta uống, A Tam, chén này nhất định phải uống với ta. Chén này là ta xin lỗi ngươi, xin lỗi mẹ ngươi. Từ lúc ngươi cùng cô ấy đến triệu gia ta ta luôn đối xử lạnh nhạt, bất công lại hay mắng chửi đánh đập với hai mẹ con ngươi. Ta xin lỗi, triệu thiết sinh càng nói càng thấy xấu hổ, hai mắt hắn cũng rơm rớm nước mắt. Trương Dương mỉm cười nói, chuyện trước kia là chuyện của trước kia. Triệu Thúc, chỉ cần sau này Thúc đối tốt với mẹ ta là được, tất cả đều không quan trọng nữa. Triệu Thiết sinh hai mắt Dương Dương trịnh trọng gật đầu một cái thật mạnh, rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu hắn vừa đặt chén rượu xuống thì từ lập hoa ngồi bên cạnh cũng không kìm được nước mắt bà nghẹn ngào kể lại tam nhi thực ra thực ra triệu thúc con cũng không hẳn là người xấu lúc con còn nhỏ có lần bị sốt cao cả người nóng dần lên thiếu chút nữa thì mất mạng là hắn không quản khó nhọc buộc ngươi trên lưng cố gắng đưa ngươi đến bệnh viện ngay trong đêm gió tuyết mùa đông lạnh giá lần đó hắn bị vấp ngã mấy lần cả người mình mẩy xây sát xương sườn cũng bị gãy mất hai cái vậy mà hắn vẫn chịu đựng cứu sống ngươi, nói đến đây từ lập hoa không nhịn được nữa mà khóc hòa lên. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn triệu thiết sinh. Những người dân thật thà chất phát là vậy, họ thường không che giấu tình cảm thật của mình, yêu ra yêu, ghét ra ghét, không giả tạo, không lừa dối. Bình thường có thể triệu thiết sinh là người chồng không ra gì, là người cha không tốt, Thế nhưng lúc người thân nguy hiểm đến tính mạng thì hắn không thể bỏ mặc họ được, đó cũng là những điểm đáng quý của người dân trốn quê nghèo. Nghĩ tới đây Trương Dương mới nhận ra được một chân lý, người khoan dung độ lượng với người khác cũng chính là khoan dung với chính bản thân thình. Từ trước tới nay ngôi nhà này chưa đầy ấp tiếng cười như hôm nay, mọi người trong nhà đều yêu thương quý mến lẫn nhau. Dần dần Trương Dương cũng tỏ ra thân thiện hơn, nói chuyện cũng vui vẻ thật lòng hơn thế nhưng bỗng nhiên lại có người gọi vọng vào cắt đứt khung cảnh đầm ấp của bọn họ, lão triệu. Có chuyện, có chuyện rồi, con trai người bị người ta đánh ở ngoài ngõ kia kia. chương 123, chuyển mật 1. Quả thực lần này về thăm nhà Trương Dương cũng mang không ít đồ. Ngoại trừ mấy món đặc sản của Bắc Kinh ra, Phương Văn Nam còn chuẩn bê chơi ợt thiết sinh sửng sốt cái gì. Triệp Lập Vũ đứng dậy nói, để ta đi xem. Trương Dương nghe nói Triệu Lập Quân bị triệu đòn cũng đứng lên, Triệu Tính vốn cũng định chạy ra xem thế nào, nhưng Dương Dương ngăn lại, các người cứ ở nhà, bây giờ là xã hội pháp trị, không chuyện gì là không thể giải quyết được, ta và Nhị ca đi là đủ rồi. Triệu Lập Quân bị ăn đòn ở ngay quán ăn cạnh xưởng máy móc nông nghiệp, bởi vì là Trương Dương về nhà nên trong lòng hắn phiền muộn mà tránh ra ngoài một chút. Chạy ra quán ăn cạnh xưởng máy ngồi, gọi một chai rượu ra ngồi uống. Đúng là hỏa vô đơn trí, đang ngồi uống rượu thì gặp mấy người của bọn hỏa nhân. Bình thường Triệu Lập Quân hay cùng cờ bạc với đám thiết đản, Triệu Lập Quân là một tay máu mê, nhưng tiếc là kỹ thuật lại không được tốt cho lắm, thường xuyên thua mấy ngàn tệ, hiện tại bị đám kia tới đòi nợ. Triệu Lập Quân làm gì có tiền mà trả cho chúng, nói mấy câu lại chọc giận thế là ổ đã tại chỗ, đám kia người đông thế mạnh, xung quanh đó hàng xóm láng giềng tuy rằng không ít nhưng cũng chẳng ai đủ hảo tâm mà giúp Triệu Lập Quân để chuốc lấy phiền phức với đám lưu manh kia trương dương cùng triệu lập võ chạy tới thấy mười mấy kẻ đang quay lấy triệu lập quân triệu lập võ vừa thấy thiết đản thì sợ tới trắng bệch mặt ra đám thiết đản kia ngang ngạnh hung ác thế nào hắn biết rõ không dám đối mặt với chúng mà thấp giọng nói tam nhi báo án thôi trương dương biết hắn sợ thầm nghĩ trong lòng báo cảnh sát cái rắm mẹ kiếp đợi cảnh sát tới thì chắc triệu lập quân bị chúng nó đánh cho tàn phế mất rồi trương đại quan nhân cả tiếng hét lớn con mẹ chúng nó dừng hết lại cho ta Đám kia đầu tiên là sửng sốt, thiết đàn ngẩng đầu lên nhìn Trương Dương không khỏi ngạc nhiên một chút, hắn không ngờ lại gặp phải Trương Dương ở đây. Trước kia thiết đàn đã từng có xô sát với Trương Dương, hắn dẫn người định cho Trương Dương một bài học nhưng lại bị ăn một trận đòn đau. Cái ký ức đó trong hắn vẫn còn mới mẻ, hiện tại lại trông thấy Trương Dương không khỏi có chút sợ hãi. Cái đám lưu manh xã hội này thực sự là sắc mặt đổi rất nhanh, thiết đàn vội mỉm cười, Trương ca. Thế nào lại gặp ở đây thế này? Trương Dương chỉ chỉ triệu lập quân nằm trên mặt đất, đại ca của ta đắc tội gì với các ngươi. Mà Red Eye cũng ác liệt thật a. À. Thiết đản căn bản không biết Trương Dương và triệu lập quân có quan hệ, hắn vỗ đầu nói ta thực sự không biết a à Trương ca. Bất quá hắn nợ tiền không trả, hiện đã sang năm mới, làm ta cũng khó xử quá. Bao nhiêu tiền? Thiết đản giơ ba ngón tay ra, ba ngàn rưỡi. Bất quá có mặt mũi Trương ca, ta chỉ lấy ba ngàn. Trương Dương bật cười, ta còn tưởng bao nhiêu, ba ngàn A. Hắn rút ví móc ra ba ngàn tiền mặt đưa cho thiết đản. Thiết đản không ngờ hắn sảng khoái như thế, giơ tay định nhận lấy tiền. Nhưng Trương Dương rụt tay lại hỏi, ta nói, địa ca của ta có đúng là do ngươi đánh không? Thiết đản nghe thế là biết hắn kiếm chuyện rồi, nhớ lại năng lực của Trương Dương, hắn cũng không dám trở mặt, đành mỉm cười nói, nếu không thì ta lưu lại 200 tệ gọi là tiền thuốc men. Như vậy ta lấy 2 tám thôi. Trương Dương ha hà nơ nụ cười, bỗng nhiên giơ chân lên đạp vào bụng thiết đản một cái khiến cho thiết đản đau đớn là khuỵu xuống. Tiếp tục một cước rất nhanh vào mặt thiết đản làm cho hắn bật máu mồm máu mũi ngã ngửa về sau, răng cũng rớt ra hai cái. Đám thủ hạ muốn lao lên, Trương Dương giận dữ hết, con mẹ nó, ta xem thằng nào dám động, ta mời tới cục cảnh sát mừng năm mới. Đám lưu manh này cũng ít nhiều nghe qua thần uy của Trương Đại Quan Nhân, biết nhân ra đúng là có cái năng lực kia, mới sang năm mới chẳng ai muốn bị lên cục cảnh sát ngồi chơi cả, như thế chẳng phải xui xẻo cả năm sao. Uy phong của Trương Dương từ lúc còn làm bí thư viên chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em, đừng nói là bây giờ Trương Đại Quan Nhân có thể coi là một nhân vật phong vân ở Xuân Dương này. Đêm nay thiết đản thực sự là không may mắn, nếu như hắn biết Triệu Lập Quân có quan hệ với Trương Dương thì mọi chuyện có lẽ đã không đến nỗi. Trương Dương rút ra 200 đồng ném xuống đất, cho người 200 tiền thuốc men thiết đàn căm giận nhìn hắn. Trương Dương cười nói, hận ta lắm sao, ta rất không thích người khác ghi hận mình đâu a. À? xem ra người thật sự là muốn tới cục cảnh sát mừng năm mới rồi. Nói xong Trương Dương rút chiếc điện thoại ra gọi, khu vực này là thuộc về phạm vi quản hạt của Đỗ Vũ Phong, đối phó với đám lưu manh này căn bản chỉ cần một cuộc điện thoại, bất quá hắn chỉ là giả vờ một chút để hù dọa đám lưu manh đó thôi. Thiết đàn nghe thấy Trương Dương gọi một tiếng đỗ sở, cả người nhất thời mềm nhũn ra, cả cái vùng này chỉ có một người được gọi đỗ sở đó là đỗ vũ phong nếu như để đỗ vũ phong tới đây thì coi như là hắn son rồi vội vàng đương lên một tay bụng miệng trương ca ta thật sự xin lỗi người đừng trương dương lạnh lùng nhìn hắn một cái một tay ngắt điện thoại lại hướng triệu lập quân nói người thiếu người ta bao nhiêu tiền triệu lập quân vẻ mặt xấu hổ một ngàn hai trương dương căm tức nhìn thiết đàn con mẹ nó không phải ngươi nói ba ngàn rưỡi sao thiết đàn thành thành thật thật trả lời, còn lại là tiền lãi. Người đúng là có gan thật a, à, cư nhiên cho vay nặng lãi. Thiết đàn hiện tại làm sao còn dám nói chuyện này, hắn che miệng lại nói, trương ca, là ta sai, số tiền nay coi như không có đi. Không cần phải vậy, thiếu tiền phải trả là điều hiển nhiên, đây là một ngàn hai của ngươi, sau này nợ nần coi như xong. Nếu ngươi còn tới tìm hắn gây phiền phức đừng có trách ta. Trương Dương đưa một ngàn hai cho thiết đản, Thiết đản nhìn Trương Dương với ánh mắt rất là do dư, hắn không biết là nên nhận hay không nữa. Đưa cho ngươi thì cầm lấy, đừng có lề mề như thế. Trương Dương rúi tiền vào tay hắn. Thiết đản cầm tiền xong rồi vội rời đi, ngay cả 200 tiền thuốc men dưới đất cũng quên không nhặt. Triệu lập võ nhặt chỗ tiền ấy lên đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhìn Triệu lập quân thở dài nói, nhị ca, người cầm tiền đưa hắn đi bệnh viện đi. Dẹp loạn xong cũng đã không còn sớm nữa, Trương Dương về nhà nói một tiếng xin cáo từ, triệu sinh thiết vốn định giữ hắn lại nhưng thực sự là nhà quá nhỏ. Trương Dương ngày xưa vẫn ở cùng hai anh trai triệu lập quân và triệu lập võ ở chung một phòng, bất quá bây giờ thực sự là không tiện. Từ lập hoa tiến Trương Dương ra tới tận xe, bà nắm hai tay Trương Dương, vành mắt hởi đỏ lên, tam nhi, người trưởng thành thật rồi a. À? Trương Dương cười vỗ vỗ tay bà, mẹ, quá khứ nhiều chuyện ta không hiểu biết, làm cho mẹ phải phiền lòng, sau này ta nhất định sẽ làm một người con hiếu thuận. Từ Lập Hoa bỗng nhiên nhớ tới một việc, được rồi. Tết này ngươi có định đưa Tô Đại Nương về đây không? Đừng để cho địa nương ở lại làm người giang thành luôn a. À. Trương Dương gật đầu, "Dạ rồi, để ta hỏi ý kiến của Lý Thúc xem đã." Từ Lập Hoa lại nói, "Ta thấy Tần chủ tịch cũng rất tốt." Trương Dương biết mẹ nhắc nhở mình cái gì, nhịn không được bật cười ha ha, "Mẹ, ta tài nhiều, người muốn con dâu xem chừng cũng phiền lắm a." À. Từ lập hoa có chút đoán trách, 21 rồi, còn nhỏ lắm a. À. Người ta bằng tầm này có hài tử rồi đó, ta không muốn nói ngươi, nhưng mà cái nhà đầu hiểu tình là tốt nhất a. À. Người sau đó lại dưa tới cái an nha đầu gì đó, nói thật là ta không thích nàng ta chút nào. Trương Dương cười ha ha, chợt nhớ năm nay An gia sẽ về Xuân Dương, chẳng biết An ngữ thần có về nhanh không. Giả như như vậy thì tốt, chính mình cũng đang muốn gặp nhà đầu này xem nàng ta thế nào rồi. Từ lập hoa không biết con trai đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói tiếp, ta xem tần thanh đối với người cũng không sai, bất quá người ta rất đẹp, lại là chủ tịch huyện, không biết chúng ta có trèo cao được hay không thôi. Trương Dương cười nói, mẹ, đừng có hiểu nhầm a, à, ta giữa công tác và tình cảm rất rõ ràng, hai chúng ta không có gì. Mẹ à, ta bận công tác có thể ít về đây được, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho ta nhé. Từ lập hoa gật đầu, tự đáy lòng sinh ra một cái cảm giác hài lòng, nhi tử rất có tiền đồ, sau này nàng có chết cũng có thể ăn nói được với người chồng đã qua cố. Ân cần dặn dò hắn ta nhi, công tác quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn nhiều. Nhớ chú ý đến sức khỏe, đừng có tham công tiếc việc. Rồi mà, mẹ, người về đi. Từ lập hoa nhìn nhi tử lái xe rời đi khuất dạng rồi mưa oi quay trở vào trong nhà. Lúc này Trương Dương trực tiếp lái xe đi nhà khách huyện ủy, tiểu tử này gần đây tự nhiên mất đi sự hăng hái, nếu là bình thường nhất định đã lôi kéo đám bằng hữu kia tụ tập nhưng trải qua mấy sự kiện gần đây trương dương tự nhiên cảm thấy muốn yên tĩnh một thời gian xa vừa chạy tới nhà khách huyện ủy điện thoại hắn đổ chuông nhìn một chút thì thấy đó là số của tần thanh trương dương tủm tỉm cười nghe máy uy ai đó tần thanh nghe khẩu khí của hắn cũng biết là tiểu tử này cố làm ra vẻ di động hắn cầm làm gì mà không nhìn số điện thoại của nàng giọng tần thanh có chút không vừa ý, ít làm trò trước mặt ta thôi. Ngày hôm nay người tới nhà ta làm gì? Trương Dương nghe vậy không khỏi cười cười, từ ngữ khí của tần thanh là hắn đoán ra tiểu tử tần bạch tố cáo cái gì rồi, xem ra cậu em vợ này đối với mình vẫn là không ưa cho lắm, hắn cười nói, điện thoại nói cũng khó, hay là đi ăn đi. Tần thanh trầm mặc xuống, trong điện thoại cũng còn nghe được tiếng hít thở của nàng, qua một hồi lâu nàng mứa oi nói ta đang ở phòng làm việc ta tới đón người ngay, xuống dưới đi. Từ nhà khách huyện tới trụ sở huyện ủy rất gần, chưa tới 5 phút Trương Dương đã có mặt ở cổng, hắn cũng không lái xe vào trong mà đứng ở ngoài đợi, bây giờ tốt nhất là nên tránh những rắc rối không cần thiết. Từ đại môn thấy một bóng dáng rong rỏng cao, mặc một bộ vest tông nữ màu xám đi ra. Trương Dương nháy đèn xe một cái, hạ cửa kính xuống vẫy vẫy với tần thanh, sau đó bước xuống xe đón nàng. Tần Thanh bước vào ngồi trong xe, Trương Dương mỉm cười hỏi, Tần Chủ tịch, chúng ta ăn gì bây giờ? Tần Thanh tâm tình không tốt, nhíu mày nói ăn, ăn cái đầu quỷ nhà ngươi, ta còn chưa có tính sổ với ngươi đó. Trương Dương cười ha hả nói, tính sổ cũng phải lấp cho đầy bụng trước, ta nói như thế nào cũng áp từ xa tới, ngươi thân là địa chủ, phải mở tiệc tẩy trần chứ. Tần Thanh biết hắn xưa nay vốn là da mặt dày vô cùng, cả giàu cũng không thấm được, nàng thở dài nói, ta cũng chưa ăn cơm, nhưng đã chế thế này còn chỗ nào mà ăn. Dù sao thị trấn Xuân Dương cũng vẫn là ở nông thôn, buổi tối ngoại trừ chợ đêm thì cơ bản hầu như tất cả đều đóng cửa, mà Tần Thanh thì lại không muốn xuất hiện ở những hàng quán ven đường. Trương Dương suy nghĩ một chút, lái xe đưa Tần Thanh tới một quán ăn ở gần đó. Lúc này cũng đã khuya, quán khá là vắng vẻ. Trương Dương gọi một nồi canh gà hầm và vài món rau. Tần Thanh ngồi đối diện nhìn khuôn mặt cười cười cợt nhả của hắn bực mình nói, hôm nay ngươi tới nhà ta làm gì? Ngươi nhìn ngươi xem, cứ suốt ngày lo công tác, sức khỏe bản thân chẳng thèm lo tới, giờ này rồi mà cơm tối còn chưa ăn. Tần Thanh cứ bị hắn lảng một hồi, chừng mắt nhìn hắn nói, đừng có đánh chống lảng. Ngươi trước hết ăn chút gì đi, canh gà rất tốt đó, để ta múc cho ngươi một bát. Trương Dương rất ân cần múc một bát canh đưa đến trước mặt Tần Thanh. Tần Thanh không làm sao nhìn hắn, Trương Dương vô tâm vô phế cười, nếm thử đi. Rất không sai. Tần Thanh cầm lấy bát canh, ăn thử một chút, đúng là không sai thật. Trương Dương nói, đây là canh hầm gã, đối với nữ nhân rất tốt, không chỉ có thể bảo dưỡng dung nhan, mà đối view kinh lạc cũng rất tốt. Người ngày xưa từng có bệnh A, dùng nhiều một chút vào. Một câu nói khiến cho Tần Thanh suýt thì sạc lên cả mũi, ho khan kịch liệt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, trông càng có vẻ kiều diễm động nhân tiểu tử này thật sự là miệng chó không mọc được ngà voi nói không bao giờ tử tế quá được ba câu trương dương mỉm cười ta phát hiện ngươi càng ngày đối với ta càng tốt hơn a à. tần thanh thở dài có phải ở bắc kinh mỗi ngày ngươi đều tới vạn lý trường thành không không có ta xem ra mặt ngươi dày còn quá cả trường thành rồi ấy trương dương tươi cười hớn hở nói cảm ơn đã khích lệ lâu nay ta cũng chỉ ước có được như vậy Ước được là tường thành vách sắt để cả đời này có thể che chở bảo vệ cho ngươi. Này này, cấm ngươi không được ăn nói bậy bạ nữa. Ta đang ăn cơm, đừng nói mấy lời mắc ói đó nữa. Lần này cũng thế, Tần Thanh luôn luôn thua thằng nhãi này cái khoản đấu khẩu, bao nhiêu oán hận không phát tiết ra được nàng đành chút giận vào đống đồ ăn trên bàn. Ăn đến lưng lửng dạ, oán giận cũng vơi được vài phần, nàng lại quay lại chủ đề chính hôm nay, Trương Dương ngươi cũng là cán bộ nhà nước chắc ngươi cũng phải biết chuyện tặng quà lãnh đạo là không tốt, dù có lòng tốt hay không nhưng nhiều lúc nó lại làm ảnh hưởng tới cả hai bên. Ta nghĩ ngươi nên nhìn thẳng vào vấn đề này." Trương Dương tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, "Ngươi nghĩ rằng ta tặng quà cho cha ngươi là nịnh bợ lãnh đạo sao?" Nghe hắn nói vậy mà tim Tần Thanh lại đập rộn ràng, từ lời nói đầy ám muội, từ ánh mắt nóng rực của hắn nàng cũng hiểu ra thằng nhãi này đang ám chỉ điều gì. Lúc này đột nhiên nàng lại cảm thấy hối hận khi gọi điện cho hắn, đã biết thằng nhãi này là loại người gì vì sao lại còn phải hỏi tội hắn làm gì cho mệt. Lẽ nào hỏi tội hắn chỉ là cái cớ, cái cớ chính mình đặt ra để được gặp hắn, nghĩ đến đây tần thanh lại càng hoảng sợ hơn, nàng cuống quyết cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, rồi lấy hết dũng khí gật đầu một cái thật mạnh cương quyết trả lời lại, đúng vậy. Trương Dương mỉm cười nói, hẳn là ngươi hiểu nhầm rồi, ta tặng quà cho cha ngươi không phải vì nịnh bợ lãnh đạo, mà vì, vì muốn lấy lòng ông ấy. Vì sao ngươi phải lấy lòng cha ta? Ngươi đã biết rồi vì sao còn phải hỏi lại, ta lấy lòng ông ấy không phải vì chuyện của chúng ta hay sao? Ta lấy lòng ông ấy để ông ấy không phản đối hai chúng ta qua lại, mà có khi ông ấy còn giúp đỡ hai chúng ta thêm nữa ấy chứ? Vẻ mặt thằng nhãi này đầy bất thiện, hắn cười tít mắt vào nhỏ giọng nói. Tần thanh bị thằng nhãi này nói đến tắc họng, không biết phản biện ra sao nữa, cố gắng đè nén cơn giận lại chừng mắt nhìn hắn hỏi người có biết ngươi đang nói chuyện với ai không ngươi ngươi cái gì mà ngươi hiện giờ chỉ có hai ta ở đây ngươi cũng đừng dở cái giọng lãnh đạo đó ra được hay không vậy ta nói cho ngươi hay là ta tặng quà cho cha ngươi ông ấy cũng đã nhận hơn nữa lại còn vui vẻ nhận nữa là đằng khác nếu như ngươi không thích thì cứ việc về bảo với cha mình đem ném tất vào thùng rác đi đừng nghĩ rằng sẽ trả lại cho ta làm gì cho mất công từ trước tới nay lão tử đã cho thứ gì rồi thì sẽ không bao giờ cầm lại. Kể cả tình cảm cũng vậy. Ngươi, hỗn đản. Ta nói đồng chí chủ tịch huyện, thân là một cán bộ lãnh đạo, có hay chăng ngươi nên chú ý lời nói một chút. Ngươi là một gã đại hỗn đản không hơn không kém. Vẻ mặt Tần Thanh tỏ ra cực kỳ tức giận, mày liễu dựng ngược, hai mắt thì trợn tròn cả lên. Nhưng tận đáy lòng nàng nàng lại không hề muốn mình tỏ ra tức giận đến mức này có cái gì đó khiến nàng mất kiềm chế, không điều khiển được bản thân nữa. Đột nhiên Trương Dương lại hạ giọng nói, không gay gắt như lúc nãy nữa, vẫn nói đánh lại yêu, hôm nay người đánh ta, lại còn mắng ta thậm tệ nữa, có phải điều đó biểu hiện, biểu hiện ngươi có gì gì đó với ta. Tần Thanh chuyển ánh mắt đến nồi lẩu giữa bàn, nàng nhẹ giọng nói, người có tin ta đổ cả nồi lẩu này lên đầu ngươi không? Ác độc quá ha, định hủy dung nhan kiều diễm của ta sao? nếu ngươi dám làm vậy thì cả đời này ta sẽ bám giết lấy ngươi, khiến cả đời này ngươi phải chịu đựng một gã xấu xí quái dị. Tần Thanh giận đến nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên nàng lại nói một câu chẳng ăn khớp với chủ đề, sao ngươi cứ phải gây khó dễ cho ta như vậy. Trương Dương thả người tựa vào thành ghế nhàn nhạt nói, nếu như suốt ngày cứ sợ sệt mấy cái áp lực của lãnh đạo thì sao có thể sáng tạo nghĩ ra được thứ gì mới mẻ. Nếu như ta thực sự mặc kệ thì ngươi cũng cam lòng sao? phóng nhãn khắp xuân dương này ngươi tìm đâu ra một cán bộ trẻ tuổi lại có năng lực như ta. Không có ngươi trái đất này vẫn quay. Trái đất có thể không có ta, nhưng ta không thể không có ngươi. Lúc nói những lời này, thằng nhãi này cũng không quên kèm theo một ánh mắt đầy chân thành ôn nhu. Tần Thanh định mắng hắn thêm vài câu nữa nhưng lời vừa trực nói ra thì lại không đành lòng. Cuối cùng nàng cũng nhịn xuống chỉ thấp giọng nói, cũng khuya rồi, ăn nhanh đi còn về lúc hai người trở lại ô tô, Trương Dương cho xe chạy chậm chậm đến nhà khách huyện ủy. Đi được một lúc bỗng nhiên Trương Dương lại cho xe dừng lại, ánh mắt hắn mông lung nhìn con đường dài tăm tắp xa xôi, hắn chậm chậm nói từng chữ một, Tần Thanh, có câu này lâu nay ta vẫn giữ mãi trong lòng. Tần Thanh nhẹ cắn cắn đôi môi anh đào, nàng nhẹ giọng nói, không cần nói. Đương nhiên nàng cũng biết Trương Dương muốn nói gì, thế nhưng nàng lại không muốn hắn nói ra, chỉ ít lúc này nàng thấy quan hệ của hai người rất tốt, thực sự nàng không muốn phá vỡ mối quan hệ này. Đột nhiên Trương Dương lại quàng tay qua cổ Tần Thanh, Tần Thanh cũng thấy hơi sợ trước động tác tạo bạo này của hắn, nàng thấp giọng gọi Trương Dương. Trương Dương dường như không nghe thấy gì mà ngược lại cứ xích lại gần từng chút một. Trong bóng tối Tần Thanh cảm nhận rõ từng nhịp hít thở của hắn, rồi đột nhiên hắn dùng lực một chút kéo nàng lại gần hơn tiếp đó cái miệng tham lam của hắn hôn môi nàng. Tần Thanh có chút phẫn nộ hai tay cứ vừa đấm liên tục vào ngực vừa cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng chẳng hiểu sao hai tay nàng càng lúc lại càng trở nên nặng nề vô lực hơn. Rất nhanh đầu lưới của Trương Dương đột phá bờ môi anh đào của Tần Thanh lập tức gặp hải hai hàng giang đóng chặt của nàng. Suốt cuộc lý trí của nàng cũng giúp nàng tỉnh táo lại ngay thời khắc mấu chốt nhất. Nàng cố gắng nghiêng đầu đi, giọng nói gần như cầu xin hắn. Trương Dương đừng ép ta. Trương Dương không trả lời ngay mà chỉ hôn má nàng một cái nồng nhiệt rồi mới thấp giọng nói ta sẽ không gượng ép ngươi. Thằng nhãi thực không biết hai từ vô sỉ là gì, rõ ràng vừa mới cưỡng hôn người ta xong giờ lại còn dám mở miệng nói không ép với không tha. Trong bóng tối tần thanh cảm nhận rõ hai gò má mình càng lúc càng nóng ran lên. Nàng biết gần đây nàng vô pháp chống cự lại hắn, nếu như hắn vẫn cứ làm tới, nàng sợ rằng sẽ không khống chế được mình nữa. Nàng nhỏ giọng nói, đưa ta về đi. Lý trường vũ học tập nâng cao ở trường đảng Đông Giang khá thuận lợi, hắn cũng không bị người ta coi là nhân vật phản diện điển hình như trong tưởng tượng. Lần học tập này hắn cũng gặp lại không ít lão bằng hiếu cũ, lúc này Lý Trường Vũ mới nhận ra tổ chức không có vứt bỏ hắn mà ngược lại, tổ chức cho hắn học tập lần này cũng chính là cho hắn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Trong cả khóa học Lý Trường Vũ luôn nỗ lực đạt thành tích tốt nhất, luôn mong ngóng chờ đợi tín hiệu nào đó từ tổ chức. Thế nhưng đến tận lúc gần kết thúc khóa học tổ chức cũng không có bất kỳ lời nào với hắn, dường như hắn cũng chỉ là một gã cán bộ bình thường như bao gã khác. Một lần nữa Lý Trường Vũ lại cho rằng, phải chăng tổ chức lại định vứt bỏ mình một lần nữa? Trước lúc tới trường đảng hắn hy vọng bao nhiêu thì bây giờ lại thấy thất vọng bấy nhiêu. Ngay lúc Lý Trường Vũ cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy mất phương hướng thì chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hạ Bá đạt lại đánh điện cho hắn, hắn cũng không nói nhiều lắm chỉ báo cho Lý Trường Vũ biết cô bí thư kêu hắn chiều thứ ba tới văn phòng làm việc có chuyện muốn nói. Buông điện thoại xuống, Lý Trường Vũ cảm thấy tâm tình trở nên cực kỳ vui sướng phấn khởi, được nói chuyện riêng với cô bí thư là khái niệm gì chứ? Nếu như chỉ là một gã cán bộ phổ thông thì tỉnh ủy chỉ đơn giản cử một người tới nói chuyện là xong, nhưng lần này lại chính bí thư tỉnh ủy cố dẫn trí đích thân gọi tới nói chuyện. Lý Trường Vũ cũng biết người hắn sắp được gặp mặt là vị lão đại của cả chính đàn tỉnh Bình Hải, một đại nhân vật mà chỉ cần vung tay cũng khiến phong ba bão táp nổi lên, có thể nói Lý Trường Vũ rơi vào tình cảnh đáng thương như bây giờ cũng do một tay vị lão đại này gây ra. Đương nhiên Lý Trường Vũ cũng biết một điều, vị cố bí thư này không tự dưng lại lãng phí thời gian đi gọi mình lên nói chuyện phiếm, mà tám chín phần là muốn thu phục mình dưới trướng. Trường 124, chuyển mật 2 Nguyên một ngày một đêm tiếp theo Lý Trường Vũ cứ bồn chồn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, rốt cuộc cũng tới buổi chiều thứ ba, từ sớm Lý Trường Vũ đã có mặt ở trước cổng ủy ban nhân dân tỉnh, hắn cũng không có nóng lòng đi vào mà cứ đi đi lại lại trước cổng ủy ban chờ đến gần kề thời gian hẹn mới vào, thỉnh thoảng lại ngó nhìn tòa nhà văn phòng tỉnh trong ánh mắt lộ rõ vẻ sùng kính. Ước chừng còn cách khoảng một, nữa là đến thời gian hẹn, Lý Trường Vũ đã có mặt trước cửa phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy. Thư ký của cố bí thư Trịnh Vĩ thấy hắn tới cũng mỉm cười chào hỏi, ngài là Lý Phó Thị Trường. Lý Trường Vũ gật đầu trả lời, là ta, Cô bí thư đang chờ ngài ở bên trong, mời vào. Lý Trường Vũ lễ phép gật đầu với Trịnh Vĩ rồi chậm rãi đi vào phòng làm việc của Cố Duẫn Trí. Lúc nãy mất bao lâu hắn mới bình tĩnh lại được vậy mà vừa bước qua ngưỡng cửa phòng làm việc của cô bí thư tâm trạng hắn lại thấp thỏm bất an. Nhưng bằng bản lĩnh của mình, ngay khi bước tới trước mặt cô bí thư hắn đã áp chế được tâm tình, vẻ mặt lại bình tĩnh phong thái tự nhiên. Phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy rất lớn, Cửa sổ đằng sau chỗ ngồi của Cố Duẫn Trí khá rộng, ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa kính phủ xuống khắp người Cố Duẫn Trí, từ ngoài trông vào cứ như cả người hắn đang phát ra ánh kim quang rực rỡ. Thế nhưng ánh kim quang kia lại không có sự ấm áp như ánh nắng mặt trời, mà nó lại khiến Cố Duẫn Trí mang vẻ thần bí lạ thường. Điều đó càng làm Lý Trường Vũ cảm nhận rõ hơn sự quyền uy vô thượng của vị bí thư tỉnh ủy này. Thấy vẻ mặt bình tĩnh cùng phong thái tự nhiên của Lý Trường Vũ, Cố Duẫn Trí cũng âm thầm hài lòng. Đây cũng là điều kiện tiên quyết trong đánh giá của hắn, đã là một lãnh đạo cán bộ nhà nước thì điều đầu tiên là phải có tố chất tâm lý, thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh, vì những lúc nguy cấp chỉ có giữ được đầu óc tỉnh táo bình tĩnh mới có thể đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn nhất. Mà Lý Trường Vũ lại là người có loại tố chất tâm lý này. Cô Duấn trí vẻ mặt không chút biểu cảm nào chỉ thấp giọng nói, "Ngồi đi." Lý Trường Vũ bước lên mấy bước rồi chậm rãi ngồi xuống ghế sofa thế nhưng cố duẫn trí lại lắc lắc đầu nói đến đây ngồi đi hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế bên phải bàn làm việc của hắn nghe mấy lời này mà nội tâm lý trường vũ không khỏi thấy kích động từ động thái này cũng có thể nhìn ra cố bí thư đang thể hiện sự ưu ái với hắn lý trường vũ cố gắng đè nén nội tâm mình lại từng bước một chậm rãi đến bàn làm việc của cố bí thư tiết tấu bình thản không nhanh không chậm lúc đến trước bàn làm việc lý trường vũ còn cung kính chào hỏi cố bí thư hảo rồi mới ngồi xuống ghế. Trịnh Vĩ đem cho Lý Trường Vũ một chén trà nóng sau đó lui ra ngoài, lúc đi không quên đưa tay đóng cửa lại. Nét mặt cố dẫn trí từ lúc đầu đến giờ vẫn cứ lạnh lùng cùng nghiêm nghị như lúc đầu, khiến người khác khó có thể đoán ra được trong lòng hắn đang suy nghĩ hay toan tính điều gì. Đối với cấp dưới mà nói điều làm họ khó chịu nhất chính là những lúc tĩnh lặng của mấy vị lãnh đạo cấp cao này, chính cái áp lực vô hình này khiến họ cảm thấy thấp thỏm bất an, cũng chính cái áp lực này dày vào tâm trí của họ họ phải căng đầu lên suy nghĩ xem cấp trên, lãnh đạo đang nghĩ gì, đang muốn gì, còn mình thì nên nói hay lên làm gì để được lòng lãnh đạo không bị nổi giận. Cũng may cố dẫn trí không chủ định thử sức chịu đựng của Lý Trường Vũ, chỉ một thoáng im lặng hắn liền mở lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta tìm ngươi là muốn nghe kiến nghị của ngươi đối với việc phát triển Giang Thành sau này. Thực ra trước khi tới đây Lý Trường Vũ đã chuẩn bị khá đầy đủ cả về mặt tâm lý cũng như những câu trả lời mà cố bí thư có thể đặt ra. Những lời này của Cố bí thư cũng không ngoài dự liệu của hắn. Lý Trường Vũ bình tĩnh trả lời lại, Giang Thành là một thành phố công nghiệp nặng trọng điểm của tỉnh Bình Hải và cũng là đầu tàu phát triển kinh tế của toàn khu vực Bắc Bộ tỉnh Bình Hải. Nhưng theo theo năm tháng nơi đây lại trở nên lạc hậu xuống cấp trầm trọng, đây cũng là vấn đề bức thiết nhất hiện nay của Giang Thành. Nhưng bù lại Giang Thành lại là nơi có tài nguyên cùng điều kiện địa lý cực kỳ thuận lợi lúc tôi còn đảm nhiệm chức vụ phó thị trường thường vụ đã từng đọc qua các bản báo cáo khảo sát tài nguyên du lịch của Giang Thành. Có thể thấy ngành dịch vụ du lịch khai phá thiên nhiên sẽ trở thành hướng phát triển kinh tế trọng điểm sau này của Giang Thành. Nghe vậy cố dẫn trí không khỏi liếc mắt nhìn lại Lý Trường Vũ một chút, trong ánh mắt tỏ rõ sự tán thưởng dũng khí của hắn. Một người suýt chút nữa bị chôn vùi cùng dự án khu du lịch núi Thanh Thai vậy mà vẫn còn dám nhắc tới việc phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch. Một cán bộ tầm thường, sợ sệt không có dũng khí, có con mắt thiểm cận thì sao dám nói ra những lời như vậy. Cô Duẩn Trí cố ý nhắc lại, giống như dự án khai phá khu du lịch núi Thanh Thai. Lý Trường Vũ giật mình sửng sốt, hắn liền nhận ra đây là cô Bí Thư đang nhắc nhở mình. Cũng chính vì vụ dự án khu du lịch núi Thanh Thai mà ngươi bị bắt mà hơn hết chuyện đó đều do ta một tay thôi thủ khiến ngươi thân bại danh liệt như vậy. Nhưng ngẫm lại Lý Trường Vũ lại nghĩ rằng, Lẽ nào cô bí thư cố ý nhắc lại chuyện đó là muốn kiểm tra lòng can đảm cùng sự quyết tâm của mình? Một thoáng do dự qua đi, Lý Trường Vũ liền lấy lại sự tự tin, tiếp tục nói: "Cô bí thư, tôi cho rằng dự án khai phá khu du lịch núi Thanh Thai là rất tốt, nhìn nhận từ quan điểm lâu dài thì việc phát triển nền kinh tế xanh là một hướng phát triển cực kỳ đúng đắn, nó không những đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia mà hơn hết, nó còn đem lại những lợi ích lâu dài cho đến những thế hệ sau này." đã không ít tiền lệ thành công của cả trong nước lẫn nước ngoài, Giang Thành lại là nơi có tiềm năng du lịch rất lớn nếu như có thể sử dụng hợp lý thì rất có thể sẽ trở thành trọng điểm phát triển của cả tỉnh Bình Hải. Trên hết, làm như vậy Giang Thành vừa tháo được bộ mặt ô nhiễm cùng lạc hậu lâu nay của mình và khoác lên mình một diện mạo mới, tươi đẹp hơn thịnh vượng hơn. Đột nhiên cố dẫn trí thấp giọng nói, nhiều năm trước ta đã từng tới Thanh Thai Sơn, thực sự nơi này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta, núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình trước đây ta cũng từng nghĩ đến chuyện này nhưng lại không chú trọng đến lâu ngày cũng phai nhạt dần đi nhưng thực không ngờ hôm nay lại được nghe những lời sâu xa như vậy của ngươi lý trường vũ khiêm tốn nói đó cũng chỉ là những suy nghĩ của riêng mình tôi so với thực tiễn còn cách xa rất nhiều cô duẫn trí lớn tiếng nói lại đã nói là phải làm chúng ta đều là đảng viên đảng cộng sản không phải là những người chỉ biết mạnh miệng nói suông hơn hết người thân là phó thị trường thường vụ thành phố Giang Thành sau này càng phải vì sự phát triển của Giai Thành mà nỗ lực hơn. Nghe được những lời này bầu máu nóng đầy nhiệt huyết đã nguội lạnh của Lý Trường Vũ lại một lần nữa cuồn cuộn sôi trào. Những lời này của cô Bí Thư khác nào nói hắn vẫn là phó thị trường thường vụ thành phố Giang Thành, khác nào chứng tỏ tổ chức vẫn còn muốn dùng hắn. Cô Xuân Trí lại đổi giọng, hắn thản nhiên nói những lời vừa rồi của ngươi cũng không thể vực dậy nổi nền kinh tế của Giang Thành được người thân là phó thị trưởng thường vụ hẳn cũng phải có bản dự thảo hay định hướng quy hoạch lâu dài gì chứ nói thử ta nghe một chút đi lý trường vũ trịnh trọng gật đầu rồi chậm rãi nói tiếp cố bí thư tôi dự định sẽ phát triển giang thành theo hướng công nghiệp xanh bởi vậy phương pháp sẽ đều xoay quanh việc khai phá thiên nhiên nhằm phát triển ngành du lịch trước kia giang thành là thành phố có nền công nghiệp nặng chủ yếu là khai thác than đá thế nhưng vài năm trở lại đây việc khai thác than đã không còn hiệu quả như trước sản lượng thu được không cao lại gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Giang Thành có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều di tích lịch sử lâu đời nhưng do đường đi nhỏ hẹp, phòng ốc nhà cửa thì rột nát, cơ sở vật chất lại thiếu thốn, chính điều này đã kiềm chế sự phát triển của Giang Thành. Lý Trường Vũ ngừng một chút rồi lại nói tiếp, tôi định cho xây dựng một khu nội thành mới nằm ở phía đông Giang Thành, rồi dần dần sẽ cho chuyển rời các văn phòng chính phủ, trường học, bệnh viện rồi đến các xí nghiệp nhỏ, các hộ gia đình đến khu nội thành mới. Bên cạnh đó tôi sẽ mở các khu kinh tế trọng điểm khác nhằm di rời những công ty, xí nghiệp đang bị ô nhiễm trầm trọng, hoặc sẽ xử lý tại chỗ triệt để những khu vực bị ô nhiễm đó. Cuối cùng biến toàn thành phố Giang Thành thành, thành khu công nghiệp không có ô nhiễm, xanh, sạch, đẹp. Cô Duẩn Trí lại một lần nữa phải liếc mắt nhìn lại Lý Trường Vũ, hắn thấp giọng hỏi tiếp tiền lấy từ đâu ra. Lý Trường Vũ rất nhanh trả lời lại, một phần lấy từ việc bán đấu giá các khu đất kinh tế, một phần khác từ quỹ quyên góp của các đơn vị cô duẫn trí rút một điếu thuốc ra lý trường vũ liền cuống quyết châm lửa mời hắn cô duẫn trí rít một hơi dài rồi tiện tay đưa bao thuốc sang cho lý trường vũ ta biết ngươi cũng là kẻ nghiện thuốc hút một điếu đi lý trường vũ rút ra một điếu rồi tự châm lửa cho mình lại nghe cố duẫn trí nói ta không đồng tình lắm với việc kêu gọi quyên góp hiện giờ các xí nghiệp khai thác mỏ cũng không khá giả như trước nữa ngươi kêu bọn họ quyên góp bọn họ cũng khó lòng bỏ tiền ra cho ngươi được Nghe vậy Lý Trường Vũ liền trả lời lại, tuy rằng dự án khu du lịch núi Thanh Thai vẫn còn giang dở chưa chứng minh được sự thành công bước đầu, thế nhưng nó lại mở ra một hướng phát triển mới đó là hợp tác cùng đầu tư. Tôi sẽ chú trọng việc tuyên truyền vốn tài nguyên du lịch phong phú của Giang Thành, rồi kêu gọi đầu tư cùng đặt trọng điểm phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ du lịch khai phá thiên nhiên. Cô Xuân Trí cũng hiểu ra thâm ý của Lý Trường Vũ, hắn nhếch mép cười nhàn nhạt nói, ngươi là muốn dựa vào việc phát triển ngành du lịch để đẩy giá đất lên cao nhằm thu được lợi ích lớn nhất. Lý Trường Vũ cũng phải thán phục con mắt tinh đời của cố Bí Thư, hắn cung kính trả lời lại, đây không phải là đẩy giá đất lên mà tôi chỉ muốn tuyên truyền cho người dân biết giá trị của đất đai đến đâu. Hơn nữa dù chính phủ có thu được lợi ích cao nhất từ việc bán đấu giá các khu đất kinh tế cũng không gây hại gì cho quốc gia. Cô Duẫn Trí ha hà nở nụ cười, hắn lại rít một hơi dài nữa, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp thực sự quy hoạch của ngươi rất lớn, lớn đến độ bao phủ toàn bộ cả thành phố Giang Thành, một lần nữa kiến thiết tái tạo lại một thành phố mới. Nhưng như vậy cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, ngươi hiểu chứ? Cô Duẫn Trí ngừng một chút rồi lại nói tiếp, đồng chí Tả Viên Triệu từng đưa ra đề án khởi công xây dựng sân bay tại Giang Thành, ngươi thấy thế nào? Lý Trường Vũ lắc lắc đầu trả lời lại, với sự phát triển của Giang Thành bây giờ không thích ứng với việc xây dựng một sân bay lớn. Việc gì cũng có nặng nhẹ có trước sau, theo tôi nghĩ, chỉ có xây dựng được một cây ngô đồng to đẹp vững chắc mới có thể thu hút phượng hoàng đến đậu được. Chỉ có biến Giang Thành thành một điểm đầu tư đầy hứa hẹn mới thu hút được các thương nhân trong ngoài nước rót vốn đầu tư vào đây. Những dự định của tôi tuy không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng đó lại là những bước tiến trong tương lai, muốn phát triển lâu dài thì phải hướng đến tương lai, đạt mục đích cao hơn trong thời gian tới. Tôi không dám nói quá nhưng trong vòng 10 năm nhất định Giang Thành sẽ có những bước thay đổi rõ rệt, một diện mạo mới thịnh vượng hơn. Lần đầu tiên cố Duẫn Trí nở nụ cười, hắn nhiệt tình cổ vũ cười nói, hay, hay lắm, ta mong trong nhiệm kỳ tới ngươi có thể phát huy năng lực cao nhất, cố gắng thay đổi diện mạo của Giang Thành. Lý Trường Vũ giọng điệu kiên định thề thốt, xin cố bí thư cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ không khiến tổ chức thất vọng, không phụ sự tin tưởng của nhân dân. Cố Duẫn trí thấp giọng đính chính lại, không làm nhân dân thất vọng là được rồi chúng ta là những công bộc của nhân dân, tất cả mọi điều đều phải hướng về nhân dân. Ta mong người nhớ kỹ điều này, nhân dân mới là ông chủ đích thực của chúng ta. Lý Trường Vũ lặng lẽ gật gật đầu tiếp thu. Cô Duẩn Trí lại nói tiếp, ta đã xem qua hồ sơ của ngươi, cũng đã nghe nói qua chuyện riêng của ngươi. Tuy rằng là cán bộ nhà nước nhưng chúng ta cũng đều là người, cũng có thất tình lục dục, cũng có hỉ nộ ái ố. Qua chuyện vừa rồi ta nghĩ chắc hẳn ngươi cũng lãnh ngộ được nhiều điều, ta chỉ hy vọng sau này ngươi nên trân trọng cơ hội sửa chữa mà đảng và nhà nước đã cho ngươi. Hai tay Lý Trường Vũ không tự chủ được mà hơi run lên, suýt chút nữa cũng không cầm được điếu thuốc nữa. Qua buổi nói chuyện hôm nay Lý Trường Vũ cũng nhận ra cố bí thư Lý giải con người mình rất sâu, sĩ vì chi kỷ sống chết không từ. Nếu như từ lúc đầu cố bí thư sắp xếp để hắn lại làm phó thị trường thường trự thì Lý Trường Vũ cũng chỉ là miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng cố bí thư lại lắng nghe những lời tâm huyết của hắn, rồi người lại tỏ ra hết sức vui mừng cùng mong đợi, chính điều đó làm Lý Trường Vũ thấy cảm động, và thầm tự nhủ từ nay về sau sẽ tận trung tận tụy với cố bí thư, không phụ lòng tin tưởng của người. Ánh mắt cố dẫn trí nhìn xa xăm, những lời hắn nói dường như chính là những lúc kết quả bao tháng năm lăn lộn trên chính đàn của hắn, đảng và nhà nước rất cần những cán bộ trẻ, đảng viên ưu tú có tinh thần trách nhiệm cao. Tuổi càng cao, con người ta càng dễ trở nên bảo thủ, làm việc trở nên chặt chẽ cẩn trọng hơn, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, gần như chỉ biết bo bo giữ mình. Hiện nay là thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, những cán bộ trẻ nhiệt huyết, năng nổ trong công việc, có những ý tưởng sáng tạo đột phá như các người mới đáng để nắm giữ trọng trách gánh vác xã hội. Nói đến đây đột nhiên hắn lại nói một câu không ăn khớp với chủ đề chút nào, lần trước lên Bắc Kinh, ta đã gặp qua tiểu tử Trương Dương của văn phòng đại diện huyện Xuân Dương kia, quả thực hắn cũng không đến nỗi nào tưởng chừng như chỉ một câu nói bâng quơ thế nhưng lại khiến Lý Trường Vũ khẽ động tâm. Lý Trường Vũ cũng biết mối quan hệ của Trương Dương với cô Bí Thư, thậm chí hắn cho rằng, lúc hắn bị bắt giữ điều tra thì cũng chính Trương Dương là người giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn lần đó. Không nhẽ những lời vừa rồi của cô Bí Thư là có thâm ý. Phải chăng người muốn dặn dò mình chiếu cố hơn tới Trương Dương? Lý Trường Vũ là người cực kỳ linh hoạt, rất nhanh hắn liền đưa ra kết luận. Những lời vừa rồi của cô bí thư không chỉ ám chỉ mình phải chiếu cố đến Trương Dương hơn mà hơn hết, mục đích chính của cô bí thư lại chính là để Trương Dương rời khỏi cái văn phòng đại diện kia. Làm chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ Trương Dương lại hợp tác với Cố tiểu thư mở ra nhà hàng nông gia tiểu viện, chính điều này khiến cô bí thư phải suy nghĩ. Chắc hẳn cô bí thư sợ rằng sẽ có kẻ lợi dụng việc đó tung tin đồn không hay, làm ảnh hưởng tới uy tín của cô bí thư nhìn Lý Trường Vũ, cố dẫn trí không khỏi nở nụ cười vui mừng. Lúc hắn nhắc đến chuyện của Trương Dương, chủ yếu là muốn khảo nghiệm mộ tính của Lý Trường Vũ đến đâu, quả nhiên Lý Trường Vũ không làm hắn thất vọng, điều này cũng chứng minh con mắt nhìn người của hắn không sai, mà cực kỳ chuẩn xác. Đúng như những gì Lý Trường Vũ thầm đoán, quả thực cố dẫn trí có ý để Trương Dương rời khỏi cái văn phòng đại diện huyện kia, nguyên nhân chủ yếu cũng vì tiểu tử này có quan hệ mật thiết với con gái hắn. Hiện giờ ở bên ngoài cũng không ít lời đồn thổi không hay, hắn không muốn chuyện này phát sinh thêm vấn đề nào nữa nên mới quyết định giải quyết triệt đề. Tuy mới chỉ công tác tại văn phòng đại diện ít lâu, vậy mà Trương Dương đã chiếm được cảm tình của không ít lãnh đạo huyện, cùng thu được không ít chiến tích vang dội. Chỉ một thời gian ngắn, tiểu trương chủ nhiệm đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của văn phòng đại diện huyện Xuân Dương trên Bắc Kinh. Từ một nơi hàng tháng phải nhận tiền trợ cấp từ huyện, vậy mà nay lại trở thành nơi thu lợi ngược lại cho huyện. Trương Dương nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của cuộc bình bầu khen thưởng cán bộ huyện cuối năm nay. Chủ tịch huyện Tần Thanh đại biểu huyện ủy trao tặng hắn 200 tệ tiền thưởng, tuy rằng số tiền không lớn nhưng ý nghĩ lại cực kỳ quan trọng. Điều này chứng tỏ tiểu trương chủ nhiệm là một cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng trong tương lai. Cuối năm nên ai trong ủy ban nhân dân huyện cũng đều tấp nập bận rộn. Hết việc công như tổng kết cuối năm, báo cáo cuối năm, rồi thì đến việc riêng như đi thăm hỏi quà các mở rộng các mối quan hệ trong khi đó Trương Dương sau khi báo cáo công tác xong thì lại nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Như Văn Cường cho hắn mượn căn nhà 3 tầng ở tiểu khu Xuân chứ ở tạm. Trương Dương cũng chẳng mấy xa lạ gì tiểu khu này, ngày trước Hải Lan còn là phát thanh viên ở đài truyền hình cũng từng sống ở căn nhà số 6 của tiểu khu này, mà căn nhà của Như Văn Cường cho mượn lại là số 8. Vừa tới tiểu khu, thằng nhãi này liền len lén đến nhìn ngó căn nhà cũ của Hải Lan một chút liền phát hiện bên trong không có ai ở. Trong nhà vắng lặng, Trương Dương ngồi xuống ghế sofa, từng hồi ức cứ thế quay về theo từng ánh mắt nhìn những đồ vật quen thuộc thủa nào. Nội tâm hắn cảm thấy vừa xúc động, vừa chua xót khó tả. Rất nhanh địa chỉ mới nhất của Trương Dương ở Xuân Dương bị người ta biết đến, miệng truyền miệng khiến đoàn người tới cửa thăm hỏi Trương Dương không dứt. Nào là mấy gã đồng nghiệp hồi còn ở xã Hắc Sơn Tử, nào là cán bộ, lãnh đạo các kiểu của huyện ủy, những người này hầu hết đều là muốn thông qua Trương Dương lấy lòng vị chủ tịch huyện Tần Thanh qua hồi lâu lại có tin tức phó thị trưởng thường vụ lý trường vũ sắp được phục hồi nguyên chức khiến đoàn người kéo đến cửa nhà Trương Dương ngày một đông hơn. Rất nhiều người đều cho rằng Trương Dương là nhờ vị cha nuôi phó thị trưởng này hậu thuẫn nên mới được thăng quan tiến chức nhanh như vậy. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, Trương Dương còn là con nuôi của La Tuệ Chữ, phu nhân của văn phó thủ tướng, bằng không cho dù là căn nhà ba tầng bằng gạch xi măng của Ngưu Văn Cường cũng bị đám người này góp một chân thôi cũng đủ đạp đổ nhìn cái phòng khách chất đống to đống nhỏ toàn quả biếu, thực sự Trương Dương cũng không thể chịu nổi được nữa. Từ lúc Lý Trường Vũ bị ban kỷ ủy Trung ương hỏi thăm đến nay Trương Dương cũng thấm thía một bài học đắt giá. Trên trốn quan trường thì chỉ chút ít tiểu tiết như vậy thôi cũng phải hết sức cẩn trọng, tuy rằng vàng bạc hay đồ đắt tiền Trương Dương cương quyết không nhận, thế nhưng những người này đều là dạng lõi đời. Đương nhiên họ còn chuẩn bị những thứ khác như rượu tây rượu ta hay thuốc bổ linh tinh các loại, mấy cái tiểu lễ vật này Trương Dương không nhận không được trương dương vừa mới tới văn phòng đại diện nên cũng không rõ mấy cái tập tục thường niên này của trốn quan trường cái văn phòng đại diện của trương dương không to tát gì lại gần như là một đơn vị độc lập tách riêng của huyện bởi vậy mà trương dương cũng không có nhiều mối quan hệ cho lắm nhưng thực không ngờ lại nhiều người tới biếu quà cho hắn như vậy trương dương hung hăng rút di động ra gọi cho nghiêu văn cường mắng xối xả hắn làm ăn kiểu gì mà để người ta lần đến tận cửa biếu quà như vậy như Văn Cường tỏ ra vô cùng ủy khuất nói lại, có trời đất chứng giám, ngoài cha ta ra ta không hề nói cho bất kỳ một người nào khác. Trong lòng Trương Dương thầm chửi gã Như Văn Cường chết tiệt. Cha ngươi là gì chứ? Lão ta là cục trưởng cục tài chính huyện, mà lão ấy thì có bao nhiêu bằng hữu nữa chứ? Một đồn mười, mười đồn trăm, ta không bị ngươi bán đứng mới là lạ. Trương Dương căm giận quát tháo, ta nói Như Văn Cường ngươi, căn nhà này ta cũng không ở được nữa, hiện giờ ta trả lại cho ngươi, còn đống quả biếu này cũng cho ngươi tất, coi như là bù vào tiền thuê nhà đi. Đừng có làm vậy a, à. ngươi nói vậy chứ ta sao dám nhận, thôi thì để chuộc lỗi ta chấp nhận tài tài xế miễn phí cho ngươi vậy. Trương Dương ngẫm lại thấy cũng được nên gật đầu nói luôn, thế cứ như vậy đi. Vừa nãy ta nhận được tin tức, ngày mai An lão sẽ bay đến Giang Thành dự lễ ăn mừng năm mới, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Nhớ, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, cấm không được nói cho bất kỳ ai kể cả Xuân Dương hay Giang Thành. Ngưu Văn Cường gióng giạc thề thốt các kiểu xong mới cúp máy. Những lời này của Trương Dương cũng không phải là khoa trương quá mức, tin tức này Trương Dương nhận được từ bên Cục An ninh Quốc gia. Phân cục bên Hồng Kông đã điều tra rõ thời gian cũng như chuyến bay của An Lão Tiên Sinh nhưng chẳng hiểu sao Trương Dương vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ phía An Lão cả. Trương Dương vẫn đang phân vân không biết có nên đến sân bay Giang Thành đón tiếp An Lão hay không đúng lúc trương dương đang phân vân suy nghĩ thì rốt cuộc an ngữ thần cũng gọi điện tới từ lần trước rời hồng kông đến nay trương dương cũng chẳng mấy khi được nói chuyện với nàng ta thỉnh thoảng an ngữ thần chịu bắt máy thì cũng chỉ nói được dăm ba câu liền ngắt máy quả thực an ngữ thần vẫn canh cánh chuyện của gia đình gần như mọi tâm trí của nàng đều dồn hết vào gia đình làm gì để giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại giọng điệu của an ngữ thần cũng không còn vẻ tươi vui thanh khiết như ngày xưa nữa sư phụ là ta, tiểu yêu đó hả, à, lâu rồi cũng không thấy người gọi điện, chỉ sợ đã quên mất ta rồi cũng nên. Cái tính nét trêu chọc người khác của thằng nhãi này có đánh chết cũng không chưa. An ngữ thần cũng không có ý định trêu đùa lại Trương Dương, nàng nghiêm giọng nói, sáng mai 11h30, ta, ngũ thúc cùng ông nội sẽ xuống sân bay Giang Thành, dự định sẽ về Xuân Dương tham dự lễ mừng năm mới. Để ta đi đón mấy người các ngươi. Ừ, cố gắng không được để kinh động đến chính phủ người hẳn cũng biết tính ông nội ta rồi còn gì. Hiểu rồi. Trương Dương vừa cúp điện thoại xong thì Tần Thanh lại gọi tới, nhưng ngoài dữ liệu của Trương Dương, Tần Thanh cũng nói đến chuyện ngày mai An Gia sẽ đến Giang Thành. Trương Dương cũng cảm thấy kỳ quái, thế nào tin tức lại lộ nhanh đến vậy. Cẩn thận suy nghĩ lại Trương Dương liền khẳng định, phải tám chín phần Tần Thanh nghe được chuyện này từ An Đức Hằng. Nghĩ tới việc Tần Thanh lén lút qua lại với An Đức Hằng, đáy lòng Trương Dương lại cảm thấy khó chịu nhưng Trương Dương cũng không tiện phát tiết ra ngoài mà nén giọng nói, vậy huyện ủy định như thế nào? Tần Thanh nói, bên An Gia có dặn nhất quyết không được để kinh động tới nhiều người, bọn họ chỉ muốn lặng lẽ về thăm lại quê hương. Sở dĩ ta nói cho người biết chuyện này, thứ nhất vì ngươi là người quen biết khá thân với An Gia họ, thứ hai ngươi lại khá dành việc tiếp đón đưa đi. Trương Dương nghe vậy không khỏi mỉm cười trêu đùa lại, ta nói chủ tịch huyện đại nhân ngài, ngài kêu ta đón tiếp bọn họ ý là muốn ta tự bỏ tiền túi ra sao? Nếu như ta nhận lời tiếp đón bọn họ, chẳng hay phí tổn có được huyện ủy trả lại hay không vậy? Tần Thanh có chút khó chịu mắng nhẹ, Trương Dương, người có biết người đang nói chuyện với ai không? Cư nhiên dám thương lượng với cả lãnh đạo nữa hay sao? Thái độ như vậy là sao? Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, sao tự nhiên ta thấy gần đây ngươi nói chuyện với ta động một tí là lại nổi sung lên vậy? Nghe hắn nói vậy Tần Thanh không khỏi thầm mắng thằng nhãi vô lại. Tại sao ta lại tức giận ư? Ừ, chẳng nhẽ ngươi không nhớ đã làm những gì với ta sao? Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ tới tối đó thằng nhãi vô sỉ kia cưỡng hôn mình, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh không khỏi nóng dần lên. Nàng cũng phát hiện càng ngày những lúc gặp hắn nàng lại càng mất đi sự kiểm soát bản thân, không biết sự lãnh tính cùng chấn định mà nàng phải khổ công rèn luyện bao lâu nay dường như bay biến đi đâu mất. Nàng cắn cắn môi, cố gắng đè nén tâm tình mình lại, ra vẻ lạnh lùng đảm nhiên nói, tiểu trương, huyện ủy sẽ chi trả kinh phí việc ngươi tiếp đón An ra, ngươi không việc gì phải lo việc đó. Trương Dương nở nụ cười vui vẻ, từ Trương Dương lại biến thành tiểu trương, tần thanh càng tỏ ra mình là lãnh đạo, là cấp trên, nàng càng phân rõ giới tuyến với thằng nhãi này thì ngược lại, dường như điều đó lại càng kiêu khích hắn hơn. Trương Dương cười tủm tỉm nhỏ giọng trả lời lại, vậy thì cần phải thương lượng lại một chút rồi chủ tịch huyện đại nhân A, à, nếu như là ngài nhờ ta, là việc tư thì ta sẽ sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân, dũng cảm chấp nhận. Còn nếu như là việc công thì có nên chăng ta phải tới gặp riêng ngài ở phòng làm việc không nhỉ? Đến lúc này Tần Thanh cũng không chịu nổi những lời lẽ đầy ám muội của thằng nhãi đề tiện này nữa, nàng nhẹ giọng mắng, thế thì lần này ta bắt ngươi phải dũng cảm mà nhận nhiệm vụ. Đây là ngươi nói đó nhé. Tần Thanh chẳng sợ gì đáp ngay lại, tiếp đón an ra cho thật tốt, đây là nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Nếu là nhiệm vụ của mình Tần chủ tịch giao cho ta, thì ta sẵn lòng tiếp nhận, nguyện hy sinh cả tấm thân này để hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu như là nhiệm vụ của chính phủ giao cho, thì ta có đòi hỏi cái cờ hiệu cũng không quá đáng chứ. Nếu không có cờ hiệu. Không đợi Trương Dương nói xong, Tần Thanh đã hung hăng quăng điện thoại xuống. Chương 125, chuẩn bị trước năm mới. An Đức Hằng mỉm cười tiến tới vươn bàn tay chào Tần Thanh, Tần Tiểu Thư, cảm tạ ngươi dã đến sân bay đón chúng ta. Tần Thanh vươn bàn trắng ngọc ngà ra nhẹ nhàng bắt tay hắn. Trong ánh mắt Trương Dương đã bắt đầu có chất khó chịu, nhưng biểu tình của hắn không qua được mắt Tần Thanh. Tần Thanh mỉm cười nói, đây là Trương Dương, hẳn là không cần ta giới thiệu mọi người, lần này các người đến đây đều do hắn phụ trách an bài. Yên tâm đi, chúng ta tôn trọng yêu cầu của các người, thông tin sẽ không để cho phía huyện biết, sẽ tạo điều kiện thoải mái nhất cho mấy người. Ăn trí viễn tóc đã hoàn toàn bạc trắng, hơn nữa cũng có vẻ thưa thớt đi rất nhiều, tinh thần trông kém cỏi, sắc mặt vàng vọt, trông già đi rất nhiều, thân thể lão nhẹ nhẹ rung lên, thấp giọng nói cảm ơn. Cảm ơn, lời nói cũng có vẻ hơi gượng. Ăn Đức Hằng thở dài nói, cha ta bị kích thích, ngay cả biểu đạt ngôn ngữ cũng có vấn đề. Trương Dương đi tới, cầm bàn tay gầy guộc của lão, nhớ tới hình ảnh trước đây của lão mà không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối thương cảm, nhẹ giọng nói, lão gia tử, có còn nhận ra ta không? An Chí Viễn lắc lắc bàn tay Trương Dương, có vẻ muốn bắt tay với hắn, trên mặt lộ một vẻ cười, Trương, Dương. Trương Dương vỗ vỗ lên bàn tay của lão nói, ngươi yên tâm, ở quê hương điều dưỡng, thân thể của ngươi sẽ tốt lên nhiều. An ngữ thần sau mới biết chính là ngũ thúc của nàng tiết lộ cho Tần Thanh, vừa rồi còn biểu lộ bất mãn với Trương Dương, không khỏi áy náy đi tới nói với Trương Dương, sư phụ, ta còn tưởng rằng. Trương Dương bật cười ha hả, dù sao trước giờ ngươi cũng chưa bao giờ coi ta là người tốt, tưởng lầm một chút cũng đâu có sao đâu. Vừa nói những lời này nhưng ánh mắt cứ nhìn sang Tần Thanh và An Đức Hằng đang song vai đi ra ngoài sân bay. Trương Dương chủ động đẩy xe của An Chí Viễn thay cho An Ngữ Thần, còn An Ngữ Thần đi bên cạnh hắn, nàng lập tức cảm nhận ánh mắt oán độc của hắn cứ nhằm vào An Đức Hằng, Nàng không khỏi hỏi, "Này, cái ánh mắt ấy là thế nào? Nó dùng để đón tiếp bằng hữu từ xa tới sao? Ngữ thúc ta đắc tội gì với ngươi a?" À? Trương Dương thấp giọng nói, "Thực sự mà nói, cả nhà người ta chỉ coi ngươi là bằng hữu." An Chí Viễn bật cười thành tiếng. Trương Dương cười nói, "Lão gia tử, cũng đã chưa rồi, ta mời ngươi đi dùng bữa a." À. Quan hệ của Trương Dương và Phương Văn Nam gần đây ngày càng thân thiết, hắn đã đặt một gian phòng tại Ngư Mễ Tri Hương hiện tại chỉ cần là thuộc tập đoàn thịnh thế của Phương Văn Nam, Trương Dương đều được ưu tiên hết sức. Tần Thanh cũng phỉa bội phục khả năng xã giao của Trương Dương, nhớ lần trước tới đây cùng Trương Dương, lúc ấy hắn và Phương Văn Nam vẫn còn dùng tới những thủ đoạn nọ kia mà đấu đá lẫn nhau, vậy mà tới giờ này hai người đã trở thành bằng hữu. Tuy rằng mối quan hệ này duy trì trên quan hệ lợi ích của nhau, bất quá hắn có thể nắm giữ mối quan hệ này, cũng đủ chứng minh năng lực của xã giao của Trương Dương là cực kỳ xuất chúng. Dưới yêu cầu gần nhất của An Gia, Trương Dương cũng không có thông chi cho ai khác, chỉ nàng tới đón tiếp dưới tư cách là một người bạn. Trương Dương biết An Ngữ Thần không quen uống rượu trong nước, liền gọi riêng cho nàng một chai Chivas, tủm tỉm cười với An Ngữ Thần, người yên tâm, lần này không phải rượu giả đâu. An Ngữ Thần nhớ lại chuyện lần trước uống rượu ở Kinh Khải Việt không khỏi buồn cười, lần trước còn bị Trương Dương lợi dụng để đối phó với Điền Bân, nàng lắc đầu nói ta không uống. Sao thế? Ừ, sợ uống nữa lại bị người khác lợi dụng. Tần Thanh không khỏi mỉm cười. An Đức Hằng gọi mau đài, tại phương diện này, hắn và Trương Dương đều có chung điểm là không thích uống rượu Tây. Lúc nhập tiệc, Tần Thanh khởi đầu nâng chén rượu lên nói, ta đại biểu cho phụ lão ra hương hoan Ninh an lão trở về quê nhà ăn mừng năm mới. An Chí Viễn mỉm cười, cảm, tạ. Trương Dương cùng An Đức Hằng cũng cùng chén hưởng ứng. An Ngữ Thần chủ động đảm đương công tác rót rượu, An Đức Hằng nâng chén nói, lần này về đây mừng năm mới sợ là lại gây thêm nhiều phiền phức. Thật sự đa tạ tần tiểu thư, trương chủ nhiệm đã an bài tiếp đái. Nào, ta kính hai vị một chén. Tần Thanh rất sảng khoái uống hết chén rượu này, Trương Dương cũng uống hết, đặt chén xuống bàn, miệng cười nói ta với An lão tương giao có thể nói là hợp ý nhau, hơn nữa lại là sư phụ của tiểu yêu. Như vậy tính là một nhà, có gì mà phải cảm tạ. Ở đây có thể nghe ra ý của trương đại quân nhân nói rõ ràng không coi An Đức Hằng là người một nhà. Tần Thanh âm thầm trách cái thằng nhãi này thật sự là bất lịch sự, người ta ở phương xa tới mà ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho người ta được. Tần Thanh sợ An Đức Hằng mất hứng, vội vàng nâng chén rượu lên nói, An Tổng, lần trước nhờ người cung cấp tài liệu chứng minh mà ta mới được trong sạch, bằng không bây giờ ta không biết là thế nào rồi. An Ngữ Thần cười nói, các người thật sự là tương kính như Tân A. An Đức Hằng nghe thế bật cười ha hả, còn Tần Thanh thì đỏ hết cả mặt lên. Trương Dương hắc hắc nói, tiểu yêu, người đúng vẫn là người Trung Quốc A, tiếng nói chuẩn lắm. An ngữ thần liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng en minh bạch là đã đụng đúng chỗ đau của hắn. Trương Dương ăn bữa cơm này thật sự rất khó chịu, hắn không ưa An Đức Hằng cứ ba hoa nọ kia trước mặt Tần Thanh, càng khiến cho hắn khó chịu chính là Tần Thanh coi hắn như ân nhân mà đối đãi. Mẹ kiếp bản thân mình chạy tới Hồng Kông, sinh tử giúp nàng tìm chứng cứ, thế nào sao không thấy nàng đối đãi với mình như vậy. Trương Dương thật sự là vô cùng phiền muộn. Kim Khải Việt của Ngưu Văn Cường gần đây mới xây đem phòng, tuy không nhiều lắm nhưng các trang thiết bị đều thay đổi cả, tất cả đều đạt đến tiêu chuẩn 3 sao, đương nhiên đó cũng chỉ là xét trên một vài phương diện mà thôi. Trương Dương sau đó lái xe đưa ba người An ra về Xuân Dương, Tần Thanh theo đó mà về nhà thăm cha. Trên đường đi, Trương Dương và An Đức Hằng ít có nói chuyện, cảm giác hai người luôn có điểm khắc khẩu. Đưa ba người An ra tới nghỉ tại Kim Khải Việt, hắn đang định đi gọi mấy chiến hữu ra tụ tập, cơ mà vừa quay lưng bước được mấy bước đã bị An Ngữ Thần gọi lại. Trương Dương tức giận, có chuyện gì nữa? An Ngữ Thần nhẹ giọng nói, ra ra tìm ngươi, lão nói có chuyện muốn nói. Trương Dương không biết làm sao, đành thở dài lái xe quay lại chỗ An Chí Viễn. Đến bên giường của lão, thấy lão đang ngồi từ lưng lên thành giường, thần tình rất uể oải, thấy Trương Dương tiến đến, hắn vẫy vẫy tay ý bảo Trương Dương tiến lại gần, rồi thấp giọng nói Trương Dương, ta, muốn đi thanh thay, sơn. Trương Dương hiểu ý tứ của lão, chuyện này Trương Dương cũng đã dự tính trước nên an bài cả rồi, sáng mai ta sẽ đưa xe tới đón mấy người. An Chí Viến liên tục gật đầu. Trương Dương thoải mái nói, lão gia tử, cũng đừng suy nghĩ nhiều, tâm tư người thế nào ta hiểu, lần này mọi chuyện cứ để ta lo liệu. Hắn cảm thấy được An Chí Viễn thay đổi rất lớn, xem ra chàng huyết tử đối với an gia vừa rồi thực sự là một cái đả kích cực kỳ khủng khiếp cái đầu vui vẻ làm việc quyết đoán thét ra lửa kia đã biến mất bây giờ chỉ còn lại một lão đầu già nua lo lắng trương dương đi ra ngoài hỏi chuyện an ngữ thần gần đây tập đoàn thế nào không sao ngũ thúc rất có năng lực đưa cả tập đoàn ổn định lại cơ bản là đã đi đúng quỹ đạo của nó a à, ngũ thúc của ngươi xem chừng rất lợi hại a à? an ngữ thần cảm thán trước kia vốn ngũ thúc luôn không bao giờ quan tâm để ý tới chuyện sinh ý của tập đoàn, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng mà thôi, có lẽ cũng bởi sự kiện vừa rồi ảnh hưởng lớn tới tâm tính hắn, toàn bộ tinh lực hắn đều đặt lên công việc của tập đoàn. Trương Dương thờ ơ nói, có lẽ trước kia là giả bộ, bây giờ mới là thực. Ngươi nói cái gì, ăn ngữ thần không hiểu nói. Thôi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta đón các ngươi đi thành Thái Sơn. Ngày hôm nay đã là 28 Tết, sinh ý của kim khải việt thập phần tốt đẹp cả cái thị trấn này có cái nhà hàng này là khá nhất bất quá sang năm mới thì mọi người ở vùng này lại không có thói quen ra ngoài dùng bữa như trên thành phố vẫn cứ tập trung ở nhà cùng gia đình như văn cường tính toán từ giờ cho tới khoảng tầm ra riêng chắc cũng không có gì đang suy nghĩ có nên cho công nhân tạm thời nghỉ việc hay không trương dương đi tới bên cạnh hắn cười hỏi sao thế như lão bản đang tính tiền à như văn cường vui vẻ đáp gần đây làm ăn cũng tốt bất quá sát tết rồi đang tính cho công nhân nghỉ việc về quê à được rồi có cần ta an bài cho ngươi không trương dương lắc đầu nói không cần có dự định hết rồi chắc cơm tất nhiên ở thanh thai sơn đưa an lão tới đó du lịch mà chắc sẽ nhờ lão lưu muốn cho an lão yên tĩnh một chút như văn cường nói món ăn dân dã cũng có cái hay bất quá ở đó không có gì tiêu khiển a à. trương dương lắc đầu cười khổ nhiệm vụ chính trị cả đôi khi không thích cũng phải cố gắng hoàn thành thôi đang nói chuyện thì có lý trường vũ gọi điện cho hắn lý trường vũ cũng vừa mới trở về giang thành năm nay vừa mới ly hôn xong hắn cũng không có dự định sẽ ăn mừng cùng với chu hồng mai và hai đứa con kia cho nên dự định cùng với tô lão thái quay trở lại xuân dương trương dương cười nói tốt rất tốt ga à, cứ chuẩn bị đi đi du ngoạn thanh thai sơn luôn một thể lý trường vũ rất hưởng ứng ý kiến của trương dương Trương Dương tính toán sơ bộ nhân số cũng lên tới 12 người, như vậy cũng náo nhiệt, hắn bảo Ngưu Văn Cường chuẩn bị một số vật dụng cần thiết. Ngưu Văn Cường vẫy vẫy tay, hiện tại nhờ Trương Dương nói vài câu. Triệu Lập Võ đã được làm quản lý đội bảo vệ ở đây, thấy Trương Dương tới đây nói chuyện với Ngưu Văn Cường từ nãy, nhưng ở đây có quy củ là chưa được lão bản phân phó thì không được tùy tiện. Ngưu Văn Cường là học được rất nhiều kinh nghiệm quản lý từ trịnh thế. Hắn quy củ chào một tiếng, Ngưu Tổng sau đó mới chào Trương Dương. Trương Dương mỉm cười, nhị ca trông mặc bộ quần áo này vào chứng chặt hẳn ra. Như Văn Cường giao nhiệm vụ cho Triệu Lập Võ, hắn nghe nói Trương Dương muốn về thanh thai Sơn Du Xuân, có chút thắc mắc, bất quá nếu là tam đệ đã an bài thì hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, hiện tại hắn đối với tam đệ của mình phải nói là phục tới sát đất rồi. Hắn chủ động nói, mọi năm cả nhà vẫn toàn đón năm mới ở nhà, mãi như thế cũng buồn, có lẽ đổi không khí một chút cũng hay lúc triệu lập võ với trương dương nói chuyện như văn cường đã gọi cho bọn đỗ vũ phong khương lượng triệu tân vĩ xem chừng trận rượu đêm nay là không thể tránh thoát được rồi trương dương thấy đám họ lắc đầu cười khổ lại chuẩn bị uống rượu đêm nay nữa sao ta còn có công tác sáng mai phải làm sớm đỗ vũ phong cười nói ngươi còn nói a à, từ lúc ngươi về xuân dương cứ mất mặc suốt tìm cũng không thấy a à. có phải bây giờ là quan lớn rồi không coi mấy đại ca này ra gì Triệu Tân Vĩ ôm một hộp dưa phụ hỏa theo, phía A. Như Văn Cường nhìn hắn nói, Triệu Tân Vĩ A, ta nói người này, ta thì không sao, nhưng mấy người các ngươi là cán bộ quốc gia đó, uống mấy cái thứ rượu hối lộ thế có sao không? Triệu Tân Vĩ chừng mắt nói, hối lộ cái đầu ngươi. Ngươi biết cái gì, cái này ta cất vào hầm 30 năm A, so với mao đài còn hơn đó. Vậy phải uống thử xem, cả đám cười ồ lên,

Triệu Tân Vĩ lúc này mới mở nút bình rượu. Lập tức mùi thơm của rượu lan tỏa ra, rượu rót ra có màu ngả vàng. Đều là bơm rượu cả, nhìn vào đã biết đây thực sự là hảo tử. Triệu Tân Vĩ nói, hương vị của công sức 30 năm đó, cho các ngươi nếm thử, hiểu thế nào là chia ngọt sẻ bùi. Đỗ Phú Phong xì một tiếng khinh thường, thật sự là chia ngọt sẻ bùi thì đem tiểu tình nhân của ngươi lên đây. Khương Lượng nói, chủ nghĩa cộng sản là đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi ta hết sức tán thành. Triệu tân vĩ trừng to con mắt, ta kháo, các ngươi là tư tưởng gì thế? Xấu xa, hạ lưu, đê tiện cùng cực, như tổng, bọn chúng nói người đó. Như văn cường đương nhiên biết hắn muốn kéo mình vào cùng chiến thuyền, hắc hắc cười nói, ai biết kẻ nào là vương bát đản. Vừa nói tới đây thì tiểu lệ gõ cửa nũng nịu nói, như tổng, có vài món ăn ngươi nói không đủ nguyên liệu chế biến, có cần đổi món khác không? Cả đám người cười ồ cả lên, tiểu lệ không hiểu nguyên nhân vì sao nhất thời ngây ngốc đứng ở đó. Như Văn Cường xấu hổ vội nói, không sao, người cứ ra ngoài trước, lát nữa ta sẽ nói sau. Tiểu lệ đi rồi, Triệu Tân Vĩ và Đỗ Vũ Phong ôm bụng cười tới mức không đứng dậy nổi, Trương Dương thì thở dài nói, như Tổng A, thực sự là không có chất tư tưởng chia ngọt sẻ bùi nào A. Như Văn Cường nghiến răng nghiến lợi nói, người thì chắc có hả? Gọi An Tiểu Thư tới đây mà chia sẻ cho mọi người dùng chung đi. Hôm nay cũng thực sự thấy cái gọi là vừa nhắc tào tháo thì tào thao tới. Như Văn Cường vừa nói dứt câu thì thấy An Nữ Thần đang đi vào. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt tới trợn mắt há mồm. Như Văn Cường có chút xấu hổ, chắc hẳn câu nói vừa rồi của hắn An Nữ Thần đã nghe thấy cả. Giả như bây giờ nàng ta có tới cho hắn mấy tát thì chắc cũng không có ai can. Thực sự là An Nữ Thần thừa nghe rõ câu kia, bất quá nàng coi như không biết gì, nhìn xung quanh một vòng rồi ánh mắt dừng lại chỗ Trương Dương. Này tụ tập ăn uống sao không gọi ta. Vốn nàng tưởng là Trương Dương rời đi, nhưng sau nghe nói hắn vẫn ở đây uống rượu liền sang xem thế nào. Ngưu Văn Cường cuốn quyết gọi phục vụ lấy đem cái ghế nữa đặt bên canh Trương Dương, an tiểu thư mới ít ngồi. An ngữ thần nhìn Ngưu Văn Cường cười nói, Ngưu Tổng thực sự tiện a. À. Ngưu Văn Cường khiêm tốn, nào có. An ngữ thần bổ sung, tiện trong tiện nhân. Cả đám người ngồi đó bật cười ầm lên, mặt Ngưu Văn Cường đỏ ran xuống tới tận cổ, bị một tiểu cô nương chơi một vố này thực sự là rất mất mặt. Hắn đánh trống lảng, nâng chén rượu lên nói, "Ai, năm mới huynh đệ chúng ta gặp mặt một chút, tổng kết quá trình hoạt động cũng như thành tích trong năm, nhận thức rõ những điểm yếu kém còn lại rút ra bài học để năm tới càng đem tiến bước." Đỗ Phú Phong cười hô hố, "Con mẹ nó chứ, đúng là nhi tử của cục trưởng cục tài chính, con năng khiếu làm quan lắm." "Rô, rô, rượu uống còn chưa đủ đô." Khương Lượng cũng riêng với Trương Dương một chén cảm tạ. Trương Dương biết hắn cảm ơn chuyện điều động, Trương Dương đã nói chuyện với Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang Thành Điền Khánh Long, chuyện Khương Lượng tới phân khu khai phát gần như đã định, sang năm là có thể nhậm chức mới, Trương Dương đáp việc nhỏ ấy mà, có gì đâu, sau này Khương ca phát đạt đừng quên ta là được. Những người khác nghe hắn nói vậy cũng quay sang kính rượu Khương Lượng. Khương Lượng cảm thán nói, đều là vì con cá cả, kỳ thực ở Xuân Dương lâu rồi cũng có chút tình cảm, hiện tại nghĩ tới sẽ phải ly khai trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Như Văn Cường cười nói, gớm nữa, đứa nhỏ thì đã có mẹ nó lo, từ giàn thành về đây có mười mấy cây chứ mấy, lái xe 15, 20 phút là tới. Người xem, Trương Dương ở Bắc Kinh mà suốt ngày bay tới bay lui đó. Đỗ Phú Phong nói, đó là người ta trong lòng còn có nhiều lưu luyến. Ăn ngữ thần cố ý hỏi, sư phụ ta trong lòng nhớ ai sao? Đỗ Phú Phong cười hắc hắc không nói gì. Triệu Tân Vĩ cũng cười. Trương Dương nhìn mấy người nói, ta kháo, sao tự nhiên tất cả quay ra nói ta là thế nào? Như Văn Cường cười nói, ta nói người an hem này, người cứ làm như trong sạch lắm ấy nhỉ, sự thật nó vẫn là sự thật thôi. An Ngữ Thần lắc đầu nói, Như Tổng, các ngươi còn chưa biết sư phụ ta đã đính hôn đâu ha. Nghe An Ngữ Thần nói thế, tất cả mọi người đều thất kinh. An Ngữ Thần thấy thần tình cả đám như vậy, Giả vờ kinh ngạc nói: "Các ngươi có thật là huynh đệ tốt của sư phụ ta không vậy? Một chuyện trọng yêu như vậy mà không kẻ nào biết sao? Hôn thê của sư phụ ta là một cô gái lai pháp, tên là Lip, tiểu thư của một gia đình tư sản giàu mỏ đó." Trương Dương không ngờ là An nữ thần lại lôi chuyện này ra nói, bản thân hắn và cô ả giả oánh kia chỉ là diễn trò ở Hồng Kông, cái này cũng là theo an bài của cục quốc an, hắn cười xấu hổ nói: "Đều là chuyện quá khứ rồi, chúng ta chia tay rồi." vẻ mặt tất cả mọi người ở đây rõ ràng là đều không tin lời trương dương hắn thấy thế vội vàng giải thích thực sự a à. ta chỉ là chim sẻ nàng ta là hoàng yến không thích hợp chút nào chim sẻ chỉ nên đi với chim sẻ mà thôi an ngữ thần hỏi tiếp vậy ai là chim sẻ của ngươi đỗ phú phong nói đương nhiên là tần nói được nửa câu hắn vội ngậm miệng ai lỗi miệng coi như ta chưa từng nói qua cái gì tên này thật sự là ghê tởm ý tứ đã rõ ràng ra cả mà còn làm ra vẻ, ai ở đây chẳng hiểu là hắn nói tới Tần Thanh. Trương Dương cầm chén rượu nốc cả vào miệng rồi nói, được lắm, đổi bát lớn, hôm nay không say thì đừng về. Mọi người xung quanh ồ cả lên. Đỗ Phú Phong ra bộ, ta sợ ngươi chắc, ngoài miệng nói cứng thế thôi chứ trong lòng cũng rõ về tử lượng không thể là đối thủ của thằng nhãi kia. An ngữ thần tuy đã sớm nhìn ra Trương Dương và Tập Thanh có điều gì đó, nhưng vốn là không chắc lắm, nhưng hiện tại tất cả đều đã nói như thế thì chắc chắn là không sai rồi. Quả nhiên là hắn và Tần Thanh có mập mờ, ngẫm lại tên sư phụ này cũng thật là đa tình, trước là Sở Yên Nhiên, líp, rồi Tần Thanh. An Ngữ thần nhỏ giọng nói với Trương Dương, ta khinh bỉ ngươi, đối với tình cảm vô trách nhiệm như thế, ngươi không phải là một nam nhân tốt. Trương Dương chọn loại bát lớn nhất trong mấy cái bát người phục vụ mang tới, loại này. Ai khinh bỉ ta, đêm nay đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội kinh bị ta thì phụng bồi. nào ai nào? không biết là vì rượu hay là vì hôm đó đi xe liên tục có phần mệt mỏi. mà đêm đó trương dương ngủ rất say, trong mơ hắn phảng phất thấy tả hiểu tình, sở yên nhiên, hải lan, cổ gai đồng, tần thanh, tất cả bọn họ đều rơi xuống vực sâu vạn trượt, tiếng la hét chói tai vang vọng trong óc hắn. hắn liều mạng vươn tay ra kéo các nàng lại, nhưng hắn chỉ có hai tay, kéo được người này thì lại hụt mấy người kia. hắn giống lên trong thê thảm tuyệt vọng hắn bỗng bật phát dậy, cả người mồ hôi lạnh toát ra như tắm, ngực phập phồng hỗn hến thở, hắn lúc này nhìn ra cửa sổ đã thấy trời sáng rõ, cảm thán giấc mơ thực sự là đáng sợ. Nhìn lại đồng hồ một chút thì đã chín giờ sáng, thầm kêu hỏng rồi, ngày hôm qua đã bảo an lão sáng nay sẽ qua sớm đưa lão tới thanh thai sơn. Hắn vội vàng vùng dậy, chạy vào đánh răng rửa mặt một cái, đang thay quần áo thì nghe thấy tiếng đập cửa phòng, kèm với đó là giọng giận dữ của an ngữ thần, Trương Dương. Ngươi chết đâu rồi? Trương Dương vừa thay quần áo đắp phóng ra, cũng là tại ngươi, làm ta phải uống đêm, chờ một chút ra. Cả nhà An Lão đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, nguyên bản An Ngữ Thần muốn túm Trương Dương dậy, nhưng An Đức Hằng ngăn lại, hắn bảo cứ để Trương Dương nghỉ đêm một chút, dù sao hôm qua hắn cũng mệt với bọn họ, mà bọn họ cũng không vội vàng gì. Trương Dương mặt đầy áy náy đi ra, cái tình huống hắn ngủ quên này vốn rất ít xảy ra. An Chí Viễn tùm tìm cười, thần sắc lão gia tử này hôm nay rất khá, xem ra đúng là phong thủy gia hương dưỡng nhân. Trương Dương lấy ô tô, đưa ba người nhà an lão hướng phía thanh thai sơn chạy tới. Có thể An Đức Hằng cũng ý thức được Trương Dương đối với mình không thân thiện cho lắm, nên lần này hắn chủ động ngồi ghế sau cùng với An Lão, để cho An Ngữ Thần ngồi ghế trước với hắn. An Ngữ Thần cảm thấy thần tình hắn có chút huệ hoài liền hỏi, Trương Dương, người thế nào mà có vẻ mệt mỏi thế a à? Trương Dương bất mãn nói, đến con cọp cũng có lúc uống mệt nữa là ta. Mà này tiểu yêu, ngươi có lễ phép hay không hả? Ta là sư phụ của ngươi đó. Ta đã nhận ra một điều là ngươi không đủ sư đức. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Trương Dương mà thôi. Trương Dương nói, ta kháo, thực sự là hôm qua uống nhiều quá, đêm ngủ còn gặp ác mộng, bây giờ vẫn mệt giả rời đây. An Đức Hằng ngồi phía sau nói, Trương chủ nhiệm, nếu không thì ngươi cứ nghỉ ngươi đi, để ta lái cho. Trương Dương suy nghĩ một chút, sau đó dừng ô tô lại, đổi chỗ với An Đức Hằng. Trên đường đi, ánh mắt An lão cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh quê hương mà trong ánh mắt bi thương của lão rốt cuộc cũng sinh ra được một chút ấm áp. Những con người xa quê, trong lúc bi thương chỉ có thân nhân và quê hương mới an ủi được. An lão đối với quê hương luôn quyến luyến, cũng như Trương Đại Quan nhân lúc thời tùy triều, hắn chỉ là một cô nhi, theo sư phụ học y thuật và võ thuật xong khi xuất sơn ra Trường An thì nổi danh vô cùng lúc đó sống trong nhung lụa phú quý, kẻ khác nhìn thấy phải kính trọng, bất quá trong lòng vẫn luôn có nỗi buồn sâu kín vô hạn về quê hương và thân thế. Lại liên tưởng đến cái thân phận này, mặc dù có gia đình nhưng dù sao cũng không phải là thân nhân của hắn. Nhưng đã sống lại ở cái thời đại này thì cũng đành phải thích ứng với những chuẩn tắc của thời đại. Kỹ năng lái của An Đức Hằng không sai, nếu không muốn nói là rất tốt. Trương Dương phát hiện ra tiểu tử kia thực sự cũng có nhiều điểm tốt, thành thục ổn trọng, anh Tuấn giàu sang, thân lại mang võ công, nhưng càng nhiều ưu điểm như thế thì Trương Dương lại càng khó chịu, đó chính là một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm, hắn hiển nhiên cũng có tâm tư với Tần Thanh. Trương Dương thầm hạ quyết tâm, thân là một người cộng sản, tuyệt không để cho tư sản có cơ hội, hắn phải bảo vệ Tần Thanh, không cho phép giai cấp tư sản mê hoặc nữ cán bộ của ta. Mà phương án tối ưu để giải quyết vấn đề này là hắn phải nhanh chóng hạ thủ Tần Thanh, nghĩ tới đây Trương Dương không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. An ngữ thần vẫn quan sát hắn qua gương hợp nãy giờ hỏi, Trương Dương. Người cười cái gì nham hiểm thế a à? Có sao? Ngay cả An lão ngồi cạnh hắn cũng cư nhiên gật đầu. Trương Dương An bài An ra nghỉ ở một trang viên trên thôn Thanh Hà. Lão Lưu bí thư chi bộ nguyên bản nghe An Chí Viễn muốn về đây đón năm mới thì rất phản đối. Bất quá cũng vì nể mặt Trương Dương mà sau mới đồng ý thu xếp. An lão đối với chung quanh thì hết sức hài lòng. Từ chỗ này có thể nhìn đường trời mây, quang cảnh núi rừng hết sức chân thực. Trương Dương dỡ đồ đạc mang xuống, hắn còn muốn quay lại thị trấn, ngày mai đưa cả nhà hắn và Lý Trường Vũ tới đây. An Ngữ Thần nhìn qua sơn trang, đi quanh một vòng, sau đó trở lại hỏi Trương Dương, ở đây thì được rồi, vậy còn ăn uống thế nào? Trương Dương cười đáp, ta đã nói với Lưu đại trụ, hắn sẽ tới đây làm cơm. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Lưu đại trụ, "Trương chủ nhiệm, An tiểu thư tới a?" À. Lưu đại trụ từ sau khi đi Bắc Kinh thì nhãn giới cũng đã khai không ít, nói gì thì hắn cũng là một người trẻ tuổi, tư tưởng thoáng đạt hơn lão Lưu rất nhiều. Hiện tại quốc gia đề xướng đoàn kết dân tộc phát triển, an gia đầu tư về quê hương, cải biến diện mạo nghèo khó của vùng quê này là điều rất đáng mừng. Trương Dương dặn dò Lưu đại trụ, cố gắng chiếu cố nhiều cho an gia, Lưu đại trụ đáp, Trương chủ nhiệm an tâm, chuyện ngươi đã giao ta nhất định hoàn thành. Lưu đại trụ là một người biết sống, nếu như không có Trương Dương Hắn giờ này vẫn chỉ là một gã nông dân quê mùa sống ở cái nơi heo hút này. Bây giờ thân là bếp trưởng của một nhà hàng có tiếng ở Bắc Kinh, thu nhập cao gấp không biết bao nhiêu lần ở đây, khiến cho bà con Hương thân trầm trồ ao ước. Năm nay về nhà hắn còn mua hẳn một chiếc tivi gọi là Vinh Quy. Lão Lưu vì thế cũng đắc ý ra mặt, có một thằng con trai bản lĩnh như vậy ai mà không mừng cho được cơ chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền